quan điểm là như nào thì bảo này. Còn nếu đã và khỏe là chỉ bắt được bảo này. Còn em đang xây dựng thì bây giờ nhận trên tinh thần là như nào? Quay thì vào ở đây ngồi quay làm sao để nhận được gì? Em thích quay em phải không? Đây em ngồi cậu ấy biết bản quay đi nhá. Nếu đã quay thì quả thôi nhé. Anh cứ có một bản em. Vâng. Anh cứ giải quyết theo đúng quy định thôi. Đúng rồi, anh sẽ làm đúng quy định đấy. Anh sẽ không về. Trường ấy là yêu cầu các anh cho xem tốc độ, xem hình ảnh đi. Anh không phải xem, mang máy về đây cho xem đi. Đúng rồi, mang máy về. Mang máy về đây luôn nhá. Trung tâm đang cho người mang máy về đây. Chào mọi người nhá, mình đang ở Hưng Yên, cái nơi mà cái lỗi tốc độ mà đã từng lên sóng mấy lần mà 50, cái chỗ mà 50 xong rồi 70 xuống 50 đấy. Cái chỗ mà mấy lần mà anh em ngồi sau cái giá hàng để bắn tốc độ đấy. Đấy, mình vừa đi qua chỗ đấy thì bây giờ về đây là đội lý cán bộ đang thông báo lỗi vi phạm tốc độ. Vâng, dạ. Không, em không. Em vào đây thì các anh thông báo lỗi em vi phạm tốc độ thì em vào làm việc rồi thì bây giờ em cứ quay lại để cứ đứng hẳn ra ngoài này giám sát cho anh ấy. Không có chuyện này thì tao hay đấy. Không, bây giờ em làm việc với ai? Bây giờ chúng ta đang làm việc với kia một người. Tôi đang làm việc với anh đâu? À vâng. Khi nào làm việc thì đây em ngồi đây em đợi. Thôi em ngồi đây em đợi. Tại vì đây nó đang khu em nó làm việc đó. Tôi làm việc, tôi làm việc có gì sai không? Các anh cứ làm việc. Giám sát anh đề nghị ra khỏi khu vực an toàn này, anh giám sát thoải mái. Em hỏi anh là khu vực an toàn của anh. Đúng rồi, đây em căng an toàn kia. Đâu anh? Ôi giời ơi, ra ngoài nhìn lại đi. Ơi em thấy chưa? Các anh mời em vào đây thì em cứ ngồi. Sau đến lượt anh. Vâng. Anh không phải ngồi cứ dí điện thoại mặt tôi như thế không được. Không, em không dí điện thoại. Ra ngoài anh. Anh đừng cười. Anh cứ ra ngoài em đi em ơi. Em không quân anh ạ. Em quân anh nhá. Vâng. Anh cứ ra ngoài đi. Giám sát của anh mời em ra khỏi cái khu vực này. Em rất thoải mái cơ. Bọn anh có dây căng toàn kia đảm bảo. Nếu em nói các anh như này này, nếu mà em tự ý xông vào chỗ làm việc các anh ấy, thì em vi phạm. Như đây là em là người vi phạm được các anh mời vào đây làm việc. Thì em vào đây em ngồi em vẫn để các anh làm việc thì em đâu có can thiệp vào quá trình các anh xử lý đâu. Anh cố khu vực đảm bảo an toàn. Quân ạ. Bây giờ nhá, em đến đây các anh vào bắt em vào đây em còn chưa được biết tên các anh chưa xưng tên, chưa giới thiệu cơ quan tổ chức các anh nào. Chào, em ra ngoài mời em xuất trình giấy tờ còn thế nào nữa. Vâng, em xuất trình rồi, giấy tờ em ở trên bàn kia rồi. Nhưng mà em còn chưa được biết tên các anh, bây giờ các anh mặc áo phản quang chống mưa này. Áo phản quang như thế hết bảng tên giám sát thoải mái đi nhá. Dạ. Có khu vực giám sát em ngồi đây không đảm bảo an toàn. Không em ngồi đây em cảm thấy em ở đây an toàn ra ngoài. Thế này em không chấp hành quy định ở đây đâu. Có chấp nhá. Hành. Không chấp hành đấy. Anh nói là em không chấp hành vì khu vực đảm bảo an toàn này em không ra bên ngoài nên em giám sát theo quy định về luật. Nếu mà em không chấp hành thì các anh cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật thôi chứ có gì đâu anh. Tại vì là như thế nào pháp luật quy định hết rồi mà. Pháp luật chứ em cứ ngồi như thế này thì xử lý kiểu gì em? Thì em ngồi em không chấp hành đúng không? Em ngồi em ngồi em đâu có cấm các anh là không làm việc đâu nhở? Anh vẫn làm việc với thằng em của em. Làm việc ở khu vực làm việc. Em ạ. Có dây đảm bảo an toàn bên ngoài. Em cứ ra bên ngoài em rất thoải mái. Đi ra ngoài kia kìa. Dạ. Em cứ ngồi đây em xem các anh làm việc. Em cứ ngồi đây ngồi. Dạ. Mời em ra ngoài đi, em cứ ra đi. Thôi em vi phạm em ngồi trong này rồi các anh xử lý. Nhưng mà các anh xử lý nhanh cho em nữa chứ bây giờ các anh có tận 3 cán bộ cơ mà. 3 cán bộ thì tôi phải xử lý nó phải trình tự không ai xử lý kiểu đấy được. Nhưng mà quy định là mỗi người vi phạm chỉ có 15 phút để giải quyết thôi. Văn bản nào em vào quy định 15 phút hả? Dạ. Văn bản nào không em có văn bản nào anh? Văn bản em nào? Em cho anh cái văn bản đấy. Là quy định nào văn bản chỉ có 15 phút giải quyết. Em học trên mạng nó vậy. Mà em giả cái văn bản nào đấy. Đâu. Em giả luôn cho anh. Bây giờ em chẳng nhớ là cái văn bản nào ấy. Không nhớ thì đừng có nói nhiều. Vâng. Chứ là nói phải đúng căn cứ vào luật. À vâng thì em cứ không biết thì các anh phải hướng dẫn em đi chứ. Anh
đây chốt làm việc càng dày càng mỗi cái ô tô. Đấy ngồi đấy, ngồi đấy, đứng đây. Em gì này có thấy chưa? Em quay cho anh ấy. Em quay vào đây không anh ấy? Đây 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 là dây đảm bảo an toàn bắt đầu từ đây anh. Đây đây em chỉ em kia quay vào đây. Cái chỗ anh. Này. Hả? Chỗ này. Cái chỗ này để cho xe người ta vào chứ. À cho xe vào. Con xe vào chứ. Cứ chỗ kia. Xe an vào chứ. Vâng. Con xe vào thì bọn em đây, dây an toàn thì làm việc trong dây an toàn ấy ở ngoài anh. Ngoài dây an toàn thì người dân đảm bảo còn có phải có lối vào bắt đầu tính từ đây. À, lối vào. Căng đây thì bọn em đứng ở ngoài đường à? Đúng không? Em phải coi như thế chứ nó phải có lý thế chứ. Làm căng này. Hả? Trả được cái gì mà... Cái gì? Làm căng này trả mình trả được cái gì mà... Mày vớ vào vớ vẩn đi vào. Vào làm việc đi. Trả được cái gì? Thế vào làm việc đi, còn về nhà thì xa, đường thì rét. Bây giờ là các cán bộ chưa thông báo lỗi vi phạm mà thông báo lỗi vi phạm em là quá tốc độ, chưa xem hình ảnh với cả ấy đúng không? Anh ra ngoài không được kia đi. Dạ. Anh mời ra ngoài đi. Ừ. Anh thường mời ra ngoài đi. Em đứng ngoài rét lắm, em đứng trong này. Rét con sâu đến ngoài em rồi. Dạ. Anh không em, anh bảo em gì? Thì đấy em bảo là đây đi đường ấy lên là ấy gì đâu anh? Dạ. Muốn gì? Em muốn gì? Ôi anh buồn cười, tự nhiên anh hỏi em muốn gì? Anh bảo anh em giải thích ra. Chú ra ngoài. Bây giờ ấy. Để cho anh em làm việc. Vâng. Ra muốn gì anh bảo thế. Anh hỏi em muốn gì? Em muốn được xử lý nhanh để em còn về. Thì từng người một. Thì đấy thì anh cứ xử lý đi. Em có can thiệp vào quá trình xử lý đâu. Cháu còn chưa biết chú là người trong ngành hay là người dân thế nào ạ? À nhà chú ạ. Vâng. Vâng, thế thì các anh mượn nhà chú xử lý thì cháu không vào đây, các anh gọi vào đây chứ cháu có tự xông vào đâu. À, đến hiện tại thì anh em mình vẫn chưa được xem máy bắn tốc độ như nào. Chú buồn cười. Đây là quen lợi của cháu cơ mà. Mày nói nhẹ nhàng thôi. Mày nói ít thôi. Cháu nói là kể cháu. Nhẹ nhàng thôi. Nếu mà chú cảm thấy không giữ trật tự ổn định thì chú mời đội công tác ra ngoài chỗ khác chứ. Mời anh ra ngoài khu vực này đi. Mời anh ra. Em bảo anh rồi, nếu mà em vi phạm vào cái quy định của pháp luật cấm ấy thì các anh cứ xử lý. Dạ. Em là người vi phạm. Hả? Em là người vi phạm. Chứ là anh mới ra ngoài thì vâng. Thì em vẫn đứng đây. Đây tổ công tác mặc hết áo phao che hết cả áo bảng tên số hiệu hỏi chẳng nói chẳng ai bảo vào hỏi thì cứ đuổi ra ngoài. Anh quay em thoải mái luôn. Hôm nay em anh cho anh đồng ý quay. Em mở máy ra anh xem. Được chưa? À. Thế thôi chứ còn gì nữa. Thank you.
Không chưa? Anh bây giờ đến. Đến ở đây nhỉ? Dạ, dạ. Đến ở đây em chưa anh? Chưa. Chưa? Đúng rồi. Vẫn chưa được. Lâu thế. Bây giờ là cứ nhanh nghe nào. Mày cứ ngồi đi. Ghét nhỉ? Đây, hai anh em vừa đi làm ở Hải Dương về, đang di chuyển qua Hưng Yên để về Vĩnh Phúc tiếp. Về quê thì đến chỗ này là chỗ nào đây? Đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức à? Và thành phố Hưng Yên à? Cái đoàn mà nổi tiếng về bắn tốc độ mà đang từ 70 hạ xuống 50 trong khoảng cách 200-300 mét đấy, mà đợt vừa rồi là các hội nhóm mà đã phốt mấy lần rồi đấy. Mà hôm nay vẫn đứng ở đây thì hiện tại là mình đang ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đối diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xe chữa cháy Hiệp Hòa. Đấy, về đây gặp tổ công tác đi xe biển 89A00172 đang xử lý bắn tốc độ ở đây. Đo tốc độ. Ra. Sao anh? Anh gọi em thì em phải quay xem em nói chuyện với ai. Sao anh? Đó. Xin là công em không có thói quen xin cho. Sai thì em chịu chứ, bảo cái bài em gọi xin. Xin cái gì? Giờ em chỉ có thiếu tiền, em đi kiếm tiền về tiêu Tết thì em thiếu cái đấy thì em cần xin, ai cho thì xin thôi chứ còn. Ông bảo mày gì á? Bảo hai thằng mày thích gây sự à? À, hai thằng mày thích gây sự à? Xong rồi sao nữa? Không. Đấy, cán bộ nói với thằng em mình là hai thằng mày thích gây sự à? Để xem ở đây xem thích gây sự gì, thích làm gì nào. Hai thằng mày thích gây sự à? Ái đà. Ơ? Chưa đi ấy à? Chưa đi ra phá bê tông à? Tám chín bắt là 88, 88 thấp hơn 89, 89 bắt là đè. Xong chưa anh ơi, xử lý nhanh để em đi công việc của em đi. Tại vì em vào đây lâu rồi. Rồi, cứ ra ngoài đi. Nhanh lên em còn đi. Nhanh thì từ từ chứ anh. Từ từ đến bao giờ? Vào đây đến cả mười mấy phút, gần tiếng rồi, gần nửa tiếng rồi. Anh cứ bình tĩnh. Ông anh xử lý nhanh để em đi. Anh bây giờ tổ đây. Công tác của anh phải linh hoạt, linh động để còn tạo điều kiện con em còn phải đi công việc nữa chứ. Bình tĩnh đến bao giờ anh? Anh phải từ từ. Từ từ. Xem căn cứ đầy đủ tôi xử lý anh chứ không phải là. Ôi giời. Bây giờ vẫn còn xem căn cứ nữa. Đoàn quân này, nếu mà xem căn cứ nó đầy đủ căn cứ tôi xử lý anh rồi, chứ còn không sao thì em xử lý anh. Thế thì bây giờ các anh ôm này, em ở đây làm gì đấy bây giờ? Thôi, tôi đang xem mãi mấy ảnh ơi, nếu mà đầy đủ căn cứ tôi sẽ xử lý anh. Các anh bắt em thì các anh phải có căn cứ gì chứ. Vâng. Thế anh bắt thế nào, bây giờ anh tên là gì nhỉ? Tên là gì? Việc anh ra ngoài, anh mời ra ngoài, chính tôi cho anh tên trong. Vâng, anh tên là gì đã? Bây giờ anh đang cầm giấy tờ của tôi. Tôi chưa làm việc với. Tôi phải biết tên anh tên là gì để tôi còn có cơ sở để căn cứ rằng các anh đang giữ giấy tờ của tôi. Anh cứ ra ngoài, tí tôi và mang lại đều con cứ tôi sẽ anh có xưng tên đây. Không xưng tên xưng giấy tờ không? Anh mời anh ra, mời anh ra ngoài đi. Đấy là tổ công tác là làm việc với người mà cho họ cho rằng là vi phạm, không xưng tên tuổi, không xưng địa chỉ là đơn vị công tác ở đâu. Trường ơi, Trường mày đâu ấy? Lăng hoàng ơi, úp xó nó đánh cho ngu hết người. Xong chưa anh ơi? Mày đi vệ sinh bị vội à? Dạ. Còn mày đi vệ sinh bị vội à?
Anh cứ đi ra ngoài, quay đi. Anh ra khỏi khu vực này đi, anh đứng lên gì, anh nói nhiều đấy nhỉ. Em bảo rồi, em mà vi phạm các anh cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Bắt giữ làm việc với anh đâu. Làm việc với anh đâu. Bắt giữ khống chế tùy các anh cơ mà. Các anh có quyền khu vực kia để cho. Bây giờ em đang rất là vội đi công việc. Bây giờ các anh bắt em ở đây xử lý đấy, các anh có xử lý hay không? Xử lý tôi đang xử lý anh kia trước bên dưới này. Xử lý xong chưa? Vào làm việc nhanh lên. Thôi rồi anh ra mà anh ra đây mấy phút anh. Em cứ ra ngoài mấy phút anh chồng vào đây. Chồng vào đây. Anh ra ngoài khu vực này, tôi sẽ xử lý này. May quá, mà thằng em mình nó đi theo mình nó cũng chả có đồng nào răng trong người, không lại nghe tỉ tê rút ruột hết ra. Anh em chia sẻ mạnh nha các hội nhóm anh nhá. Cái chốt này là được nghe Hưng Yên thì nghe tai tiếng cũng rất là lâu rồi đấy, hôm nay mới được có dịp được cọ sát. Hôm trước là cũng đã được cọ sát với cái đội ở trên ngã tư trên kia rồi, nhưng mà mình vẫn còn các cái clip bằng chứng do Tết bận nên là mình cũng chưa muốn tham gia xử lý đội đấy. Bây giờ lại đến đội này là đội thứ hai ở Hưng Yên đây. Đội này hơi là oằn tà là vằn này. Sao ông bảo có thể nhắc nhở thôi. Này, nhắc nhở à? Gọi đi. Ê, nhắc nhở đấy, bây giờ là thế nào anh ơi? Bây giờ các anh vẫn chưa biết tên, mày biết tên anh đấy là gì chưa? Chưa đúng không? Vào hỏi xem tên là gì để xem mình còn được làm việc với ai chứ. Máy sáng ngày sạc đầy pin, bây giờ chắc quay đến tối vẫn không hết. Máy tận 5.000 ấy cơ mà. Đấy, bây giờ là tỷ tê đằng em mình là lỗi tốc độ 70/50, bây giờ nhắc nhở bảo mình tắt máy quay đi, anh em giải quyết tình cảm. Không dám lập biên bản đâu mà, mình biết thừa, cứ để xem nào. Đây là ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, xã Mỹ Đức, Minh Đức à? Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên anh à? Anh Ngọc Xuân Phi nhá. À mà anh Hào Mỹ Hào ơi, anh không ra cứu em ấy, đội tiếp thị nó úp em chết đấy anh ạ. Ra cứu em đi, ở chỗ xã Minh Đức này này, đối diện công ty sản xuất xe chữa cháy Hiệp Hòa này. Anh nhỉ, cán bộ xử lý đâu anh nhỉ? Vào trong nhà rồi à? Vậy đang xử lý nào lại chạy vào trong nhà này. Đi đá đi ỉa gì không biết, xử lý cái đơn vi phạm thôi mà mãi chưa xong chạy vào trong nhà. Công nhận là cái con đường, cái đường lâm này với lưu lượng lưu thông này thì lập những cái chốt ở đây thì phải gọi là cũng là cán bộ xử lý mỏi tay đấy, xử lý các trường hợp mỏi tay đấy. Không chưa? Mày đi đây nào. Mày đi với anh, mày không phải xoắn, cũng phải im để anh điều hành nhá. Đây là các con bọn nó tỉ tê nào. Bảo là ấy nhắc nhở thôi các. Thông báo lỗi bao nhiêu cho bao nhiêu? 73/50. 73/50 đúng không? Ai thì mẹ lỗi này to tội đấy, không phải đùa đâu, mấy triệu bạc ấy. Đấy thì đang khoảng 4,5 triệu. Thế bây giờ mày có tiền không? Không. Không có tiền thì về làm nào? Xin để về đúng không? Được. Thế mày vào xin đi.
nãy thì em bật nhưng bảo là phải anh tắt điện thoại đi. Không, tao không tắt. Tao có mua cái điện thoại để phòng thân, tao tắt đi để chúng nó úp tao ngu vậy à? Mày vào xin đi. Nhà em quỳ xuống khóc lóc, nhà em nghèo lắm, vợ con nhỏ, vợ em trẻ, vợ con em còn bé. Ôm chân ôm tay khóc lóc van xin tỉ tê thảm thiết vào người ta mới tha. Nhanh lên để con về. Đúng rồi, anh Dũng là đoàn từ Hải Dương lên, em vừa đi công trình ở Hải Dương về. Về đến qua chỗ xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên này thì được các cán bộ quan tâm gọi vào hỏi han. Ơ anh ơi, bây giờ tổ anh ba người, người đang xử lý này và trong kia không giải quyết, cứ chạy vòng tròn trong nhà kia là nào? Giải quyết nhanh để bọn em còn đi công việc bọn em chứ. Các anh hết ngày lấy lương thì bọn em ở đây cũng công việc còn khách hàng nữa, bây giờ bọn em nỡ khách nơi đâu ra mà kinh tế để mà lo cuộc sống với cả đóng thuế cho các anh. Đây giấy tờ của mình đây. Rồi cái đấy đây, chờ để đấy. Thôi rồi đấy. Anh ra ngoài anh chờ tôi đúng 10 phút, tôi sẽ làm giản cho anh đi. Okay. 10 phút đi đúng không? Được, cho 10 phút Trường bấm thờ cho anh xem mấy giờ rồi. Đây pin. Anh bấm năm. Mấy anh em bấm giờ hộ em cái là xem bây giờ mấy giờ rồi cái nhá. 10 phút nhá, cán bộ bảo 10 phút là xử lý để em đi, để em xem là 10 phút nữa có xong không. Chiều cán bộ hết mình luôn. Ở đây là cán bộ trung tá cứ nhìn mình lườm lườm nguyết nguyết, chả biết là lườm nguyết cái gì, yêu hay là ghét, nói một câu cứ lườm lườm nguyết nguyết. Đội Hưng Yên này thì lỗi danh rồi, lỗi danh sau Hải Dương rồi. Và bây giờ thì về Vĩnh Phúc thì cũng ngang cơ. Vĩnh Phúc thì đất mình cọ sát mãi cũng chán này, bây giờ về Hưng Yên thử cọ tí xem thế nào. 1:13 đấy thì tí mọi người bấm cho em đến 1:23 báo em cái nhá. Có cái biên bản lập mãi không xong, cứ viết đi viết lại, chắc viết để lấy thông tin thôi chứ lập cái gì mà lập. Anh ơi mang máy bắn tốc độ lên cho bọn em kiểm tra đi. Chả ai tiếp lời, đây lại gần. Anh ơi có máy bắn tốc độ lên chưa? Anh cứ bình tĩnh đã. Sẽ có máy bắn tốc độ cho anh. À, máy đo tốc độ thì đúng hơn, nhưng máy bắn thì nó hơi tiếng hơi dân tạ, cách gọi hơi dân tạ. 10 phút nữa tiếp thị đến thì em chết thì em sống làm sao được. Anh Hào ở Mỹ Hào Hưng Yên đâu, ở Hưng Yên đâu ra cứu em với nào. Đây, cán bộ cái bếp lửa hồng sửa à. Trời ơi, buồn ngủ quá. Nãy đang đi đường bị dừng xe vào đây, tút máy quay. Một ông lại bảo là chúng mày vào đây thích gây sự à? Ý gì cám bọ lại bảo dân cà khịa chứ. Bắt người ta vào để xử phạt xong thì người ta vào người ta quay bảo chúng mày vào đây gây sự à? Chả hiểu là ai gây sự với ai. Miệng quan găng thép, thích nói nào nói, thích làm gì làm. Anh không phải tạo điều kiện gì cho ai hết, các anh cứ xử lý đúng quy định pháp luật. À vâng, em cũng nói chung chung, em cũng không nói riêng với anh.
ai nghe thì nghe, ai tiếp lời thì tiếp. Càng ấy. Bác cứ đi ra ngoài. Đo tốc độ, đo tốc độ trên điện thoại. À. Mời anh ra phòng của anh. Anh nói như thế thì anh cứ cản cản trở nữa là gì? Em chả cản trở gì các anh hết. Mời ra ngoài đi. Em là người vi phạm, em cứ ngồi đây. Các anh thấy em sai. Anh cứ ngồi im ở đấy. Anh đứng sai thì các anh cứ xử lý. Trên đường Yên Mỹ, mình đang ở Mỹ Hào bạn ơi, bạn Yên Mỹ xuống đây cũng tầm chục cây không? Hơn chục cây ấy nhỉ? Vâng, em vừa bị dọa đấy anh Cần Nguyễn Văn này. Nãy thằng em nó gọi vào trong thì làm việc riêng thằng em ấy, nó gọi riêng ra, nó bảo chúng mày vào đây thích gây sự không, mà trong khi là mình đi bị bắt dừng vào đây. Có biên bản rồi, có biên bản vụ này về lại vui rồi, ra Tết lại rảnh lại có cái để chơi. Anh ở đây là rất là cản trở luôn là biên bản. Cản trở anh là biên bản á? Thế anh gọi anh có thể khống chế và đưa về trụ sở để giải quyết theo đúng pháp luật mà. Không, em là người vi phạm, em các anh gọi em ở đây ngồi vào một chỗ, còn nếu mà ngồi anh ra ngoài anh giám sát. Ngồi nhiều đau mông, đứng nhiều ngoài chân thì có thể cho người ta đi đứng mỏi. Anh làm đâu? Cho người ta đi đứng. Tôi đã giải thích anh rất là nhiều rồi. Anh phải tôn trọng chúng tôi. Vâng. Anh cứ đi đi lại lại mà anh giám sát được quyền của anh, chúng tôi không ngăn cấm anh. Cứ anh phải để cho chúng tôi làm việc. Đi lại chúng tôi mà anh cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt thì chúng tôi làm việc làm thế sao là được. Cái hành anh hành cũng vậy thôi. Hành nếu động anh mà như vào chúng tôi thì anh làm việc làm sao được, đúng không? Tôi bây giờ một lần nữa. Bây giờ hành động anh đi giám sát thì anh ngồi im một chỗ hoặc anh đứng một chỗ thôi. Hành động đi lại cũng là không tôn trọng các anh à? Đi lại mà cái chỗ chúng tôi làm việc mà anh cứ đi lại. Đi nãy rồi em nghe mỗi anh nói là anh bảo tôn trọng các anh. Lại lần nữa. Là bớt đi lại thôi, thế có nghĩa là bây giờ em đi lại là cản trở là không tôn trọng các anh gì? Anh giám sát thoải mái. Nhưng mà khu vực chúng tôi làm việc anh phải tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi làm việc. Thì rõ ràng là em vẫn đứng cách người xử lý vi phạm 2 mét nhưng em có đến gần đâu. Nói cũng oang oang đi, chúng tôi đang làm việc, vừa nói có người nói bên tai anh có chung không? Dạ. Anh nói cho tôi biết nhầm rồi đấy. Biết nhầm biết lại được mà anh. Biên bản nhiều chứ có phải có mỗi cái đâu mà lo. Lại mất thời gian. Mất thời gian em đợi 10 phút nữa cơ mà. Muốn là anh nói ít thôi. Anh nói cả đây là mày có nhiều mà ra ngoài kia nói thoải mái. Lại không cho nói. Nói cũng không cho nói, đi lại cũng mắng, chả muốn biết là muốn đi nào nữa, nên mình ra đây mình ngồi. Nói không cho nói, đi lại không cho đi lại, chả biết muốn mình sống sao. Buồn cười. Ây da, xe để kia loàng hoàng này, bị tháo hơi, móc lốp là bỏ mẹ đấy. Tí đường về lại vất vả đấy.
làm việc từ nãy giờ 30 phút rồi chưa biết tên cán bộ nào. Ê như này. Cán bộ thì mặc áo mưa che kín mít. Tiếp thị sữa cứ chạy lòng vòng. Ông này ngoài 50 rồi. Mặt mũi cũng nhầu nhĩ lắm rồi mà chả hiểu sao đi làm cái nghề này, không biết là cái phúc cái đức để con cháu được bao nhiêu mà lại đi chọn cái nghề làm. Theo đó màn tàn này chết. Chán thật ạ. Cán bộ ơi, còn 2 phút nữa là đủ 10 phút rồi đấy nhá. Nhanh lên để anh em còn về đi kiếm bát cơm. Chưa? Ra đây nhá. Nó bảo gì nữa? Bắt buộc phải xử lý theo biên bản. Cho nó lập biên bản. Hỏi tên xem tên là gì. Chứng minh hình ảnh và hỏi tên xem tên là gì. Đọc số quân nhân, số hiệu quân nhân, bảo nó vạch bảng tên ra. Vào đây. Anh mày đứng đằng sau. Tao đứng đằng sau mà mày còn cứ bị... Anh ơi, đủ 10 phút rồi, giải quyết xong chưa? Anh không, em không biết. Bây giờ em bắt vào đây là 30 phút. Ra ngoài đây. Anh vào đây thì nói tôi đi ra ngoài. Anh xử lý em đi. Tôi mời ra ngoài. Không xử lý xong. Bây giờ tôi anh xuống đi đấy. Mời ra ngoài. Khoan, anh đừng có đẩy tôi. Anh ra ngoài. Anh cứ bỏ tay. Tôi nhắc anh mấy lần rồi. Bây giờ các anh có xử lý được không? Tôi đã xử lý. Anh đi xử lý đi. Xử lý anh cứ đưa mặt kia thôi. Anh nói thế tôi ghi nhầm rồi. Ghi nhầm là việc của anh. Anh không có bản lĩnh gì. Ghi nhầm là việc của anh. Tại sao anh can thiệp vào việc anh không? Bây giờ anh bảo là 10 phút xử lý tôi, bây giờ 10 phút là anh giải quyết. 10 phút ông ngoại ông nói thế ai xử lý được? Ông giải quyết chưa? Ông cho rằng cái gì? Tôi cái gì? Tôi ơi, ông ra ngoài đây. Quân ơi, anh nghĩ mà đây, chấp hành của anh ấy. Em còn chưa biết anh tên là ai, là cán bộ ở đơn vị nào, cơ quan chức năng nào. Em rất tạo điều kiện nhưng các anh còn chưa cho em biết cơ quan của anh là anh đang ở cơ quan nào. Anh đang làm việc với đồng chí này chưa xong, với bạn này chưa xong. Nhưng mà bác anh xử lý quá lâu rồi, mất việc mất thời gian của em. Các anh có xử lý được không? Quát ai đấy? Các anh có xử lý được không? Em không quát ai. Nếu mà em quát ai xử lý nha. Ngồi một chỗ thì chúng tôi sẽ xử lý rất là nhanh. Anh cứ chạy quanh quanh anh nói. Bây giờ các anh còn bao nhiêu lâu nữa? Các anh còn bao nhiêu lâu nữa? Anh làm này nữa là anh cặt quẩn đây là. Các anh còn bao nhiêu lâu nữa? Cần cái gì cần? Bây giờ bản lĩnh anh không có, anh ngồi ghi cái biên bản không xong anh trách ai? Trách gì? Trách tại anh, tôi đang biết anh cứ ngồi anh nói như thế ai biết được? Tôi nói chứ chả nói gì đến anh cả nhá. Mời ra ngoài đi. Mời bản đấy không có, còn cứ đòi lập biên bản. Đề nghị anh Quân, anh tôn trọng chúng tôi mà. Vâng, bác ơi, nếu mà mai tổ công tác mà cứ ồn này, bác đuổi hết ra ngoài đường, đừng cho ngồi trước cửa nữa. Cháu thì được cái cháu sợ, cháu hay nói to. Thế nên là cháu không kiểm soát được cái ngôn từ của mình, nên là các bác thông cảm nhá. Anh ra ngoài cười đi, không làm việc đấy. Anh đứng dậy đi, ghế không phải ghế cho anh ngồi đâu. Đứng lại anh vào anh. Không, tôi cứ thích ngồi đây, không phải ghế các anh, cho anh cất đi. Bây giờ bắt tôi vi phạm, bắt tôi vào xử lý. Các anh lại bảo lên. Tôi chỗ thì bảo với anh. Bây giờ anh hẹn tôi 10 phút, tôi bây giờ 10 phút rồi anh ra xử lý chưa? Anh Quân tạo điều kiện cho cơ quan chức năng làm việc. Tôi rất anh tạo điều kiện. Anh dối ở đây. Thế bây giờ tôi hỏi các anh nhá. Anh tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc, không chúng tôi cách xong. Anh tạo điều kiện bằng cách anh mất thời gian. Tôi tạo điều kiện cho các anh. Mất thời gian. Tôi tạo điều kiện cho các anh. Ai tạo điều kiện cho chúng tôi? Mời anh ngồi đây, chúng tôi làm việc xong trường hợp kia thì chúng tôi mời anh vào làm việc. Bây giờ ai tạo điều kiện cho chúng tôi? Bây giờ chúng tôi cũng phải cơm áo gạo tiền, chúng tôi phải lo. Thì mới làm đến anh chứ. Nào đây bây giờ ai tạo điều kiện chúng tôi? Ai tạo điều kiện để chúng tôi đi lo cơm áo gạo tiền? Anh tự tạo điều kiện cho anh thôi. Anh muốn nhanh thì anh ngồi im lặng. Còn việc cái việc anh quay phim anh cứ quay phim, nhưng mà anh im lặng cho tôi để chúng tôi còn làm việc. Quy định nào bắt tôi phải im lặng không? Không có quy định nào, nhưng mà cái này nó là cái thế bây giờ là mong muốn hay là yêu cầu? Các anh mong muốn hay các anh yêu cầu? Bây giờ đây là cái khu vực chúng tôi đang làm việc. Bây giờ các anh mong muốn tôi im lặng để các anh làm việc hay các anh yêu cầu đề nghị tôi phải im lặng? Chúng tôi không đôi co với anh. Chính không anh tôi, là người làm mất không thời gian với tôi thì các anh đi ra ngoài làm việc đi. Tôi đang ngồi đây, tôi giải quyết với cán bộ kia. Chính anh là người làm mất thời gian cho anh và cho chúng tôi. Chúng tôi giải thích mãi rồi. Anh cứ ngồi đây xong anh cho đi đây lại. Cho là cái gì hả cán bộ? Không phải giải thích, giải thích nhiều quá mất thời gian. Bản lĩnh không có, còn cứ thích đòi lập biên bản không được thì lại quay ra trách móc là lý do lọ, lý do kia mà do biên bản sai. Anh nói thế nhiều khi là câu từ tôi đấy là do bản lĩnh anh không có, nói thẳng là như thế. Làm gì?
Anh cứ làm như thế tự nhiên mất thời gian cho các anh. Tại các anh làm mất thời gian tôi mà ông kia tôi đang đến tôi nói rồi dưng sưng cổ lên quát tôi trước làm cái gì? Tôi lành như ma ấy, các ông cứ quát tôi làm tôi giật mình, tôi mới nói to, nói bé thì tôi giật mình làm sao được. Ngồi vào Hà Nội này buồn cười quá. Sao em? Lập biên bản thôi. Lập biên bản thôi đấy. Lập biên bản xử lý theo đúng. Được. Cho nó xử lý nào xử lý để tao về tao giải quyết vụ này. Coi ra ngoài bình yên tí, tí này vào trêu tiếp, trêu nhiều cáu mất vui. Thì thoảng vần vần tí cho nó vui. Thu cái gì? Thu giấy tờ gì? Ôi trời, cho thu cả xe cũng được. Tao đang rét, tao đang muốn đi taxi về đây. Ê, hôm nay đi làm kiếm cơm này đấy. Mấy ông bà cứ bảo là mình nắm tiền mà chả ai đi nắm tiền mà chạy trăm cây số, hơn trăm cây số này. Quần áo rách dưới xe thì bẩn thỉu này, đấy. Người có tiền nó thế đấy. Chả như bọn kia đi ô tô nó cứ than nghèo kể khổ. Mình đi xe máy kiếm cơm, bọn nó cứ bảo mình kiếm tiền dương trưng cái hộp cơm trắng lên, nó bảo giấu thịt đâu hết, làm gì có thịt mà ăn. Đây về đây còn tiền ấy còn không có đây này. Cán bộ cũng phát trực tiếp luôn, thấy phát trực tiếp ở máy cán bộ rồi. Xong chưa, đến lượt tôi làm việc tôi còn về nhở. Rồi một biên bản đã làm xong, bây giờ đến lượt mình như này, bây giờ đến lượt mình mới bắt đầu vui này. Đến lượt mời mình vào mình vờn mới vui để xem nào. Rồi vào lấy biên bản về nhanh lên để đến lượt anh. Vào. Vào lấy giấy tờ đi, vào cứ hút thuốc thả khói um lên cho tao. Rồi rồi rồi. Rồi có tình tiết mới rồi. Có nhân vật mới rồi. Anh Hào ơi, anh Hào, Mỹ Hào, anh ra cứu em. Ta? Sao anh? Vâng, đúng rồi anh. Sao anh? Đấy. À, được lên máy của cán bộ à? Đúng. Cán bộ nào? Nhưng mà anh là ai? À, giao thông văn minh à? Dạ. À, anh ở chỗ nào đây? Nhà ở dưới thứ. À, đấy à? Em vừa được bị dừng xe tốc độ ở đây. Luật anh ở nhóm luật giao thông đúng không? Đúng. Luật giao thông là của anh nào nhỉ? Bên chỗ nhóm anh Chính. Anh Chính à? Anh Chính đây nhỉ? Vâng. À Hương Khảnh nhỉ? Ok. Rồi đồng đội của mình không phải địch. nhưng mà nhà anh gần đây à? Ở dưới thứ. Nhưng mà cái này dưới thứ lên đây sao không anh? Có khoảng mất độ 10 phút. À 10 phút thì chắc tầm 3-4 cây nhỉ, 4-5 cây nhỉ. Không cần gì. À đấy á. Thế mà phải đi vòng bên kia xong lại cuông ngược lên à? Ê, chả biết là đội cán bộ ở đây xử lý là mày bắt em vào đây lâu lắm mày chả thấy xử lý. Để em vào hỏi tiếp. Ê thằng kia vào lấy giấy tờ nhanh để đến là tao để tao còn về. Vâng. Anh biết anh Hào ở đây không? Hào á? Hào Hưng Yên mà không biết à? Chỉ có người A Lử với cả... ý thôi chứ. A Lử với ai? A Lử với cả... chỉ ở trên Văn Lâm kìa. Ai? Ở trên Văn Lâm, mà đội trên Văn Lâm. Không không, mấy ai đội đấy em lại không biết. Đúng rồi, đội 1 cơ. Cũng chưa biết nào địch hay ta nữa nha, mình cứ phải cảnh giác đã.
Dạ. Hồ Duy Tiến. Hồ Duy Tiến á? Anh Tiến ở trên Hà Nội á? Từ Văn Lâm mà người Thắng Nguyên á. Em không rõ. Không rõ mà tôi không biết không rõ. Vâng. Tại vì là lâu lắm rồi em cũng không giao lưu tham gia với các anh em ở trên các hội. Đâu vừa đang làm nhà cái tổ chức tiếp với chị tướng. Cái bình luận mà Long Nguyễn nó bình luận ở trên. À đấy à? Vâng. Nhiều quá em không để ý đâu. Em mà để xem thôi, để em giải quyết nhanh để em về cái nhà thì xa. Vừa đi em vừa đi làm ấy mà, làm ở bên Hải Dương về chục ngày lại. À. Có rồi, về Hải Dương giao lưu cho đội anh Trần Trường. Trần Trường chỗ thằng cu Hoàng. Nhưng mà đợt này gần Tết bận quá nên không có dịp giao lưu với nhiều anh em. Thành ra là cũng chỉ có ấy thôi, ai biết thì giao lưu qua qua vậy thôi. Ra Tết rảnh rỗi. Đang đâu đây em? Đây. Hương Khải nhỉ? Hương Khải nhỉ? Đang đâu đây? Ai mà chẳng ai biết là ai đấy. Mấy cái ký bình thường thôi, không phải ghi gì hết nhá. Không phải ghi tôi đồng ý hay là gì cả, cứ ghi tên bình thường thôi. À, em viết thêm chữ là tôi sẽ về khiếu lại sau. Viết như anh bảo nhá, tôi sẽ về khiếu lại sau, viết tên như thế. Đấy, tổ công tác xử lý người vi phạm là theo yêu cầu là không mang máy bắn đến cho máy đo tốc độ cho người vi phạm được kiểm tra, được xem hình ảnh. Đấy, tên tuổi thì cũng không xưng luôn. Không biết đâu, Hường Khảnh không biết em đâu, có giao lưu bao giờ đâu mà biết. Biết làm sao được em. Biết làm sao được, biết. Biết làm sao được. Ông anh đi một mình với một thằng cu đẻ nữa thôi Linh ạ. Hai anh em đi từ Hải Dương về. Đến đây thì cái địa điểm này thì mình biết chỗ này là bắn tốc độ lâu rồi. Tại vì chưa có mấy phút ở chỗ này rồi. Quen đường rất là quen rồi. Nhưng mà cứ đi để xem anh em giải quyết thế nào. Còn chả biết là mình có vi phạm tốc độ quy định hay là như thế nào. Bao nhiêu trên bao nhiêu nữa. Tại vì chưa được làm việc. Xong chưa? Ui giỏi rồi. Ôi trời ơi, thân nhau đi. Ôi trời ơi, thế là Hương Khải nổi tiếng đấy, cán bộ đây biết hết. Chị Hương ơi, ra xin em gái chị Hương ơi. Nhưng mà xong chưa? Em ra ngoài đi. Rồi em bảo là tôi sẽ về khiếu lại sau. Đừng có ghi là tôi đồng ý, tôi sẽ về khiếu lại sau. Nha. À, xong chưa? Anh cứ ra ngoài đấy. Bây giờ là bây giờ là quá cả 10 phút là 10 phút nhân đôi rồi. Thế bây giờ anh có giải quyết được không? Cứ bình tĩnh thôi. Anh Quân là anh hết sức bình tĩnh. Ôi giời, lại tình cảm thôi. Thôi đây. Anh cứ quát to nói nặng vào cho em sợ chứ anh nói ngọt em lại ỉu ỉ mị là em lại ấy đấy. Rồi rồi, anh cứ ra khỏi khu vực này tí nữa anh sẽ làm việc sao? Không. Ngồi đây cho ấm. Này gì mà lời. Làm chưa? Mày cầm máy cho anh. Yêu cầu cán bộ đọc biên bản lên để xem là chữ cán bộ khó đọc thì yêu cầu cán bộ đọc to rõ ràng lên. Để cho biết là mình vi phạm lỗi gì, tốc độ như thế nào. Và xử lý như thế nào. Bảo đọc to lên. Tí nữa tôi sẽ giao cho anh một liên nữa thì sao mà đọc anh bình tĩnh. Không, cứ bảo cán bộ đọc lên tại vì là mình đọc. Đây cái biên bản là biên bản là tạm giữ giấy tờ xe của em. Thế mình được đọc cả cái văn bản. Tí rồi, đọc thế thôi, biết rồi, nhưng có nghĩa là mình vẫn muốn được đọc lên để xe nghe cho rõ. Thế là mất mẹ buổi chiều đi kiếm cơm rồi. Rồi. Rất là nhiều đối tượng lạ mặt. Quan tâm là văn bắt đầu đến giây phút căng thẳng rồi đấy.
Anh em ghi hình lại nhá, ghi màn hình lại hộ em cái nhá. Xong chưa? Rồi lâu thế mãi chả đến lượt mình. Đi 10 ngày rồi vợ làm nghiêng ráo nước đợi ở nhà mà từ cán bộ lại làm nay vợ khổ hết người làm sao về còn cảm hứng. Chán đau đây, cán bộ xử lý chết dở. Về lại phải mấy cái đơn nhưng không phải một cái. Đấm nhau là chết đấy. Biết rồi, chim lợn, hai thằng đấy chim lợn quá rồi. Thằng đầu đất kia sáng nay nó lại không sạc pin, ra là điện thoại hết pin, không thì 2-3 máy tiêu vào cho nó vui. Hiện nay là có hai thằng tiếp thị sữa nó đã ra rồi nhá mọi người nhá, để xem nó có nó định ăn thịt người như nào. Còn một thằng thì già thì nó đứng ngoài kia rồi, kệ nó. Đây là đến lượt mình. Xong chưa? Xong cho quân chưa? Đây mời em ra đây, anh làm em. Rồi đi sang đây. Đây để mỗi người được làm việc một chỗ này có vui không? Có đó. Để đưa cho bạn kia bạn cầm cho đàng hoàng. Không, gì cần anh cứ làm việc đi, điện thoại tôi, tài sản tôi phải giữ cho mình. Nếu mà em ngồi em quay là không được. Không được, không được thì thôi. Không được thì thôi, không làm việc nữa. Bây giờ anh nói với em này, về cái ứng xử gì. Anh ngồi biết em cứ giữ cái điện thoại trước mặt anh này thì cũng rất là khó, nó gây ức chế cho anh em. Kệ. Đúng không? Kệ. Nếu mà em đàng hoàng em cứ để bạn này giám sát cũng là bạn người với em đúng không? Không, kệ. Anh làm việc với em đàng hoàng. Không, không nghe. Không nghe, điện thoại mình phải cầm, không nghe. Nó biết bảo thế để tôi còn về. Anh cứ bỏ anh ngồi đây mà. Không nghe thì nó bảo không nghe là không nghe, cứ phải mặc cả anh nhỉ. Không có cái quy định nào là cấm được giám sát cán bộ làm việc hết. Tôi không cấm đi giám sát đâu. Nhưng nếu giám sát mời anh ra khỏi khu vực này an toàn này. Thế tôi là ai? Anh là người vi phạm. Người vi phạm đi ông này. Nếu anh giám sát thì anh nhờ một người khác anh sao anh tôi không. Làm với anh. Mình phải tự giám sát mình không. Quan điểm rõ ràng thế nữa. Không, đây cũng quan điểm rõ ràng. Còn lâu hay không là do thế anh. Còn nữa. Anh không làm việc đúng không? Tôi làm việc với anh với được anh bỏ máy ra. Anh có làm việc không? Anh bỏ máy ra kia, anh đấy. Cứ xí cái điện thoại mặt tôi thế tôi biết làm giờ nó rất là khó. Quy định nào? Quy định nào không cho tôi được quay không? Tôi không cấm anh quay, anh giám sát anh ra ngoài quay này. Không. Em ơi, đang nói về cái quy tắc ứng xử. Không. Anh nói em nhá. Ôi giời em. Ví dụ em mà đặt ngược vào anh hỏi em giờ nhá, em cho phép các anh quay thoải mái luôn. Ba cán bộ cho quay thoải mái. Nó vô cùng. Nếu mà các anh không muốn quay thì tôi. Một người cứ dí máy vào mặt thì nó khó. Không, em cứ giám sát thoải mái, em cứ đứng đằng sau. Đây này. Nhờ giám sát thì nhờ bạn này giám sát của em. Nếu mà em văn hóa cao ấy thì em đi làm cán bộ cho các anh rồi. Nhưng mà em học vấn thấp, trình độ hiểu biết thấp nên là văn hóa nó thấp nên là em cứ nghĩ sao em làm vậy thôi, em không. Em bỏ ra đi làm việc. Thế bây giờ anh có làm việc hay không? Anh có làm việc. Có làm việc không? Được. Làm việc nhanh lên. Đây, cán bộ chả làm việc, chả biết tên tuổi là gì, chả nào. Chả hiểu cái điện thoại nó có vũ khí, có ma lực gì mà cán bộ lại cứ sợ cái điện thoại như là sợ ấy á, yêu quái. Ôi, đứng dậy vào này. Hả? Đừng một. Ai có một ông trung tá thì thấy lo nên hai ông kia chả biết là hàm cấp gì nhưng mặt thì cũng trẻ nó. Nói quân này. Nào bây giờ thế này nhá, bây giờ trước khi vào làm việc tôi muốn biết là tên cán bộ tên là gì. Em cứ cất đơn bạn này giám sát được rồi. Không, cán bộ cứ cho tôi biết tên cán bộ tên là gì. Xong rồi tôi làm việc. Anh yên tâm, chắc chắn. Nhanh lên, cứ mở bảng tên ra, tôi không nghe. Cứ
mở bảng tên ra, xong anh em nói chuyện. Bây giờ anh giám sát thì tôi mời anh ra ngoài này, không ai khó khăn nghe làm gì. Có thế anh đang xử lý tôi, anh mời tôi ra thì anh xử lý ai? Anh giám sát có người khác giám sát anh, chứ anh ngồi cứ không, đi ngoài tôi chả tính ra giám sát tôi hết. Anh dí điện thoại mặt tôi thế tôi không làm được. Đâu mặt anh ở đâu? Mặt anh ở đâu? Mặt anh ở đâu mà tôi dí? Ơi chả làm việc ghê chứ lệ. Ôi được rồi, mất mẹ buổi chiều hôm nay ngồi đây đến tối với anh em giao lưu vậy. À nói nhiều nó khát nước. Khát nước à? Khát nước thì uống để làm việc. Có lại là đấy anh nhờ bạn này không nghe thoải mái, còn giờ anh ngồi cứ dí điện thoại trước mặt tôi thế không nghe, không nghe dẫn đến tôi sai lầm là anh tôi không nghe. Ông giải quyết thế nào thì giải quyết. Ơ nhưng mà hình như hồi bé mình mò cua bắt ốc nhiều, bây giờ con cua nó ăn mẹ, nó nhập mẹ vào mình sao ạ? Mình thấy mình ngang ngang á. Ngang cái gì nữa, quá ngang. Ngang quá luôn, nhưng mà nỡ thế mẹ vong cua nó nhập. Vong cua nó nhập bây giờ, nó thế rồi biết làm nào bây giờ. Nó chung ngang. Nhưng mà bây giờ là tôi muốn biết tên cán bộ đó. Mời anh cứ bỏ anh giám sát đây, ra ngoài. Bỏ điện thoại ra ngoài anh, không anh, quay. Anh giám sát anh ra ngoài, anh đưa bạn này giám sát được. Không thích, không thích. Tôi nói mình anh Quân này, không thích. Chúng tôi chả có ăn với anh làm gì nữa, anh cứ đừng có ức chế tôi làm gì đúng không? Ừ, tôi chả gây ức chế cho các cán bộ đang gây ức chế tôi. Mẹ xe tôi đang bon trên chặng đường, các ông ra test bắt dừng xe ở đây đổ cái hàng của tôi. Ê, tôi đã ức chế thì lúc đấy rồi. Ức chế thì tôi nói đang nha các ông đừng có chạy ra thổi còi, cứ để cho tôi chạy qua thì có phải là anh em vui vẻ cả ngày không? Ức chế thì nó mà cái tự nhiên lại chặn ra chặn xe người ta là người ta mất vui ức chế rồi thì người ta mới ấy lại. Bình tĩnh thôi. Buồn cười. Bình tĩnh. Thời buổi này bình tĩnh thôi. Không nên ức chế. Đúng rồi. Không nên ức chế. Thế bây giờ tôi bây biết tên cán bộ cái đá xong làm việc gì thì làm. Quan điểm bây giờ là như này. Anh giám sát. Không. Ở đây có anh này. Tôi không nghe quan điểm nhất. Bây giờ tôi muốn biết. Còn bị anh cứ dí điện thoại trước mặt tôi thế không làm việc được. Bây giờ ông tôi chưa biết ông tên tuổi là tôi cũng chả biết ông hơn tôi không. Thế nên là tôi cứ xưng tôi với ông đi. Được. Tùy thôi. Thế thì bây giờ ông tên tuổi là gì tôi phải biết ông thế nào thì tôi mới nghe ý kiến của ông. 19886. Không, tôi không nghe. Cứ phải có bảng tên tôi mới tin. Đâu, bảng tên mã hiệu quân nhân đâu. Tôi xem cái ông thì mã hiệu công an đâu. Xong thì tôi xem cái ông thì anh em làm việc tiếp. Đấy, anh giám sát này. Ôi, không nói chuyện. Không biết mình làm việc với ai, không nói chuyện. Thì anh gây ức chế tôi thế không được. Không. Nói với anh Quân đấy nhé. Đây là cán bộ là làm việc là không có tên tuổi, không xưng ấy nhá. Ngoan thì mình thương, mình còn bỏ qua ấy. Cứ bỏ qua thì anh cứ gây ức chế cho chúng tôi thế, bỏ qua cái làm sao được anh. Tài ông, tài các ông, xe tôi đang bon trên chặng đường, các ông ra thổi còi tôi cáu rồi đấy. Cáu rồi. Cáu rồi đấy, không vui đâu. Cho xem tên tuổi cái đang thì làm việc tiếp. Anh cứ bình tĩnh thôi. Anh giám sát không, không nghe, không nghe. Anh giám sát tôi mời tôi vào đây làm việc thì cứ đuổi tôi ra đâu? Ừ. Quan điểm ra đường ô tô đâm chết. Ngồi đây cho nó ấm. Anh cứ ra ngoài kia giám sát không. Anh nhờ. Không nghe, đã bảo không nghe thì cứ bắt người ta ra đâu về đâu. Xe thì bị dư, giấy tờ thì đang bị cầm. Không ai giữ xe của anh. Xe bị dư kìa. Chưa. Cái này giấy tờ cầm đây rồi thì khác gì giữ xe. Không có giấy tờ đi ra kia nó bắt mất xe làm nào. Ai bắt được anh? Có. Đó, cán bộ nếu giờ anh giám sát anh ra ngoài kia giám sát thoải mái còn không nghe mà đã bảo không nghe. Tôi đã thẳng anh rơi điện thoại vào như này tôi không làm được. Ơi cho tôi xin cái chai lương nhá. Được, cán bộ chả mời nhưng mà mình cãi nghe. Mình nói lý cán bộ mỏi hết mồm. Không mời thì tôi không có thiện chí mời anh. Tốt rồi. Tốt nhất là anh bình tĩnh à. Không có năm gì cả nha. Nào giải quyết nhanh nha, tôi đi lên bảo hứa mời bút rồi cứ nói xong lại quên. Anh giám sát anh cứ tầm chờ bạn này giám sát anh coi bằng anh kia mày ngồi đây mà anh nhanh ôm khổ chiều cán bộ gái cán bộ cứ mày quay đây anh rồi đây anh ngồi thằng cán bộ cái gì cả. Đây là cán bộ tên là gì? Thôi muốn chết tên. Không, để cho nó ngồi đây. Nó ra kia nó cầm điện thoại tôi, nó chạy mẹ mất. Tôi biết đâu mà tìm thằng này, tôi mới quen nó trên mạng. Tôi đã biết thân quen nó lắm đâu.
còn ông tôi không biết ông tên là gì, ông cứ xưng anh với tôi nói ông nhá, quy định các ông cũng không được phép xưng anh với tôi đâu. Tôi chưa biết ông tên tuổi là gì, ông cứ xưng anh với tôi, ông biết tuổi của tôi là nào. Ông tên là gì? Đây, cán bộ làm việc chẳng xưng tên. Anh em xem theo tên anh được không? Còn em xem thôi, em xem thôi. Anh không làm việc với không, em. Không, biết ông rồi nhưng mà ta lại Nguyễn Văn Bảy 293. Rồi, Nguyễn Văn Bảy là số cuối là 293. Đúng không? Gặp cán bộ thì em cứ run, em run thì em tâm lý em bất ổn, rồi em không bình tĩnh được. Đây bà trưởng ơi, trưởng bà ký lúc cái biển tạm ký cái kiện này cho anh nha. Ký đi em. Tạm ký cái giấy phép. Được. Bây giờ là anh làm việc nhanh lên để tôi đi ấy nào. Đi giải quyết công việc tôi nào. Bây giờ anh tên tuổi là gì, tôi phải biết tên tuổi anh tôi mới làm việc được. Bây giờ giấy tờ tôi anh cầm rồi, tên tuổi ngày ba tháng địa chỉ của tôi anh biết hết rồi. Thế tôi không phải biết anh là ai. Nhưng mà bây giờ là không, anh em mình không thể ấy được cái gì. Không thể là thế nào? Bây giờ ý cán bộ thế nào? Anh ngồi đây anh cho bạn này giám sát đi. Không, tôi chả biết ông đấy là ai cả. Chả biết ông đấy là ai, dám cái gì? Thế em nếu mà em không biết ai thôi, em cứ thông cảm, tôi đi ra ngoài thôi anh ạ. Em ra ngoài khu vực này thôi anh ạ. Anh cứ ngồi đấy được mà, tại vì quy định dây căng ở đâu thì khu vực làm việc đấy, thì dây căng cái xe thì vào cái xe mà làm. Nào đây bây giờ cán bộ có giải quyết không? Đang ngay cáu rồi đấy. Cứ bình tĩnh uống nước rồi. Nằm nhanh cho người ta bớt cáu, uống hâm nước cho hạ hỏa cái nào. Nhanh lên, 5 phút nữa là tôi sang chấn tâm lý, là tôi không bình tĩnh được, là tôi không nói nhẹ ngay đầu đấy. Bình tĩnh. Thì bình tĩnh đây. Cứ bình tĩnh tôi sẽ làm cho anh đồng mà. Tôi sang chấn tâm lý đến nơi đấy, các anh bắt tôi o ép tinh thần tôi nãy giờ thì hoảng lắm rồi đấy. Từ nay đến giờ anh trả lỗi 4,5 triệu một phát, hai anh em 9 triệu, chưa kể thời gian đi lại làm ngoàng 10 triệu đi đứt, ngày làm được 350 em nhỉ. Tôi chết mẹ rồi, mất mẹ tháng lương rồi. Ôi trời ơi, uống được chai nước 5k mất mẹ tháng lương, xót ruột phết. Đám Tết này vợ con cầm đất mà ăn rồi. Uống rượu xong là tăng sông luôn đấy. Uống nước thôi cho nó hạ hỏa. Ngồi từ nãy giờ vớ được mớ lỗi. Xong hết rồi đúng không? Cầm biên bản chưa? Vẫn chưa được cầm à? Nộp xong biên bản này mày chưa giao cho người vi phạm cầm biên bản là thế nào nhỉ? Ra xem mấy con mực tiếp thị sữa này về nãy đâu rồi nhỉ? À, vẫn trong kia. Mấy con mực đen thui. Căn 9F1211285.
Nóng chưa? Cái nào cán bộ? Tôi đùa mấy anh gì anh Quân anh để tôi làm anh cũng dục mạng lên lên. Bây giờ anh hẹn tôi 10 phút bây giờ mất mẹ 30 phút rồi. Đường đừng để món ở đấy mình bị sợ đi anh. Đấy tôi bảo rồi tôi ngồi lâu rồi tôi bị sang chấn tâm lý là tôi dễ mất kiểm soát về cảm xúc lắm. Vẫn chưa xưng tên. Bây giờ này tôi phải nói câu này cho anh thông cảm rồi nhá. Vâng. Nếu anh nhờ tôi là bên bản thì anh ngồi im cho tôi nhờ tôi cái. Ok. Bây giờ mà anh nói là tôi ghi nhầm, nói là nói lại mất thời gian của anh nữa. Thế bản lĩnh không có thì đừng có lập, lập thì phải có bản lĩnh. Lập một người lập một người cứ nói ngoan thế nó. Thế thì bây giờ tôi chỉ làm việc trong phạm vi khuôn khổ của pháp luật thì bây giờ. Ông làm việc với tôi, ông đã cầm giấy tờ, ông biết tên tuổi tôi lại, rồi. Lại nhầm bây giờ thế này. Thế thì bản tin không có thì nó cứ nhầm nhầm thì đừng có lập nữa, lập mãi thì cứ nhầm. Nói người ta đang biết thì cứ nói thế thì. Thế thì bây giờ tôi hỏi là ông tên là gì? Tôi hiểu quân nhân như thế nào? Tí rồi sẽ giao cho ông đầy đủ. Thuộc tổ công tác là Lào, của đơn vị Lào. Sao tôi biết, tôi muốn biết là tên cán bộ tên là gì đã không không? Không cho xem giấy tờ nữa. Thì cán bộ phải biết là tôi tên là gì bây giờ. Các ông cứ biết. Không, tôi không giật trên tay anh. Bây giờ tôi chưa biết được tôi đang làm việc với ai. Rồi. Vì điều kiện thời tiết nó mưa nên tôi bắt buộc là cái áo mưa này. Đấy. Đúng rồi, hết mưa rồi đi mà phải ra. Được, ok. Đâu từ Nguyễn đấy, Văn Sâm 341560, Nguyễn Văn Sâm 341560 đấy. Được chưa? Đấy, thế là mới vui đây. Lại giao cán bộ giấy tờ. Được, ok. Được. Thế bây giờ tôi vào đây tôi bị vi phạm lỗi gì? Anh cứ bình tĩnh để tôi làm, anh cứ nói được. Thế. Ok. Anh trong này anh ghi đầy đủ hết rồi gì nữa? Được, ok. Thế thôi, bình tĩnh để tôi làm, anh đừng nói nhá. Nếu anh nói nữa là mất thời gian là do anh đấy nhá. Nói ra là mất bản lĩnh luôn. Bản lĩnh anh không có việc gì của tôi. Nói ra mất bản lĩnh luôn. Anh là Vũ Việt Quân đúng không? Viết Quân. Viết Quân rồi, ok. Cái tên Viết, chữ đệm Viết nó đẹp thế, cứ Việt. Ơ mà thế là mình hay bị nhầm cái tên đệm đấy nhỉ? Đi 10 người, 9 người nhầm cái tên đệm đấy. Em cứ tạm giữ phương giấy phép anh nhanh. Đây, anh ta chỉ biết. Lấy được cái kẹp này. Bút ở đâu nhỉ? Tìm ở trong kia đi. À, tôi yêu cầu là cho tôi kiểm tra máy đo nồng độ cồn và giấy kiểm định nhá. Với cả là người bán à, quên máy đo nồng độ tốc độ. Máy đo tốc độ với cả là làm nghề nghiệp tự do hay gì à nhỉ? Nghề nghiệp tự do. Làm ruộng. Chỗ ở anh là xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà à thôi được rồi, cho cán bộ lập xong tí nói tiếp. Tất cả tí có gì thì anh tí có gì trao đổi với tôi, giờ tôi đang lập này biết đó. Ok ok ok, đồng ý. Biết tên biết tuổi nhau rồi thì dễ nói chuyện không mà. Các cầm máy anh đi vệ sinh cái anh ngồi nãy giờ buồn đái quá. Cầm để ý quay máy xung quanh nhá, bọn tiếp thị sữa đang đứng đầy đây đấy.
Đem chai nước, cái khăn nước á. Nhưng mà anh Sam ơi, nước nào của anh ngọt phết anh ạ. Thôi em xin thôi, em khen thôi, em không có ý gì hết, em ra đây ngủ. Đây, em ra đây ngồi, em ra đây ngồi, anh biết đâu anh làm gì anh gọi em vào nhá. Thôi ra đây ngồi, cán bộ chả biết là biên bản nói mấy câu, cứ kêu. Tí cho tôi xem máy đo tốc độ ấy nhá. Đã vừa nói xong là đừng nói nữa để cho tao nghe. Lại không cho nói, người ta nói cái câu không cho nói, dỗi. Biết nhầm cái này, biết lại mất thời gian đúng không? Dỗi không nói chuyện nữa bây giờ như này. Cho người ta nói câu cho bất buồn. Em ăn muối bưởi nhá. Vâng. À, kem bưởi ngon không? Ê, cán bộ cho Lộc ăn bưởi đi mày. Bưởi cán bộ ấy, ăn đi. Ai cho anh muối. Anh ăn bưởi anh. Bưởi các anh ấy. À, rét lai ngồi bếp lửa ăn bưởi tuyệt vời. Ăn anh. Ờ, ăn bưởi lạnh bụng ấy, nhưng mà em ngồi lái rồi em nóng hết trong người, ăn bưởi cho nó mát đã. Mời anh em ăn bưởi nhá. Thôi, đang bị cán bộ bắt này cứ bêu người vi phạm lên người ta cười mặt cho. Bưởi ngon này ạ, à. Ngọt mát thanh. Ngọt thanh hay mát á. Tí còn túi cam với túi bánh thì tí đến mình xin tiếp, đang đói. Thôi ăn nữa đi. Bưởi cán bộ đấy, mày mấy khi được ăn, ăn đi. Ăn đi. Tí nữa còn túi bánh đi cả cam thì ra xin cán bộ mà ăn. Đói cứ ăn đi mới làm việc được.
chơi anh Trang ơi. Đại úy 86. Nếu mà 86 hàm đại úy tuổi 86 thì đúng tuổi bây giờ phải lên thiếu tá ấy kìa nhỉ. Bưởi cán bộ ngon thật đấy. Chắc có hàng nhá. Anh lên đây làm hay là nhỉ? Hôm nay vẫn nghỉ hay là đi làm rồi? Dạ vâng. Dạ, tắt ra. Ôi giời ơi. Ai? À tao. Xe máy không căng hả? À, vâng, người cán bộ cứ quay cuồng em cả tiếng. Anh ở đâu về ra đấy? Anh vừa đi đây. À đấy à? Vừa chạy về cơ ngoại lên về đây. À đấy à, vui quá nhở, xe đây à? Ngồi đây anh. Ngồi đây. Anh Trường Hải Dương. Ngồi anh. Toàn các idol luật giao thông ra đây rồi. Mà bọn mực bọn miếc là quay ra đây là lướng hết. Con mũi bưởi nữa chả nhẽ ra xin nốt này mõ quá nhỉ. Nhưng mà bưởi cán bộ ngon. Hôm nay về à? Em hôm nay về. Mấy hôm ở đấy bận quá không giao lưu với các anh em được. Đi xưa được ở nhà đâu. Đấy thì tại vì là hôm vừa rồi em đã gọi thằng Hải Hành đi, nó bảo nó đang ở Phú Thọ. Cơ bản thằng Hành ấy. Hôm rồi bận quá anh ạ. Về bảo ra Tết em phải về mà. Chương trình ở Hải Dương còn nhiều, ra Tết này về là chương trình nhiều lắm. Vâng, thì em bảo cho thằng em đây à? Vâng, đây là cu em thằng đệ. Anh à, toàn idol nhóm luật ra đây. Anh đi qua đi ạ, anh nhìn bên này nhỉ. Quay ở đây. Đây đang ngồi đang nằm nhà đây xem chơi. Vâng. Với cái xẻo đó coi nhá. Ở đây nó vấn đề rồi. Hả? Đây là biên bản không chưa? Chưa đâu. Chả biết được, cán bộ cứ bảo lập mình nói cán bộ lại biết sai. Bảo là bản lĩnh không có đừng có lập thì cán bộ cứ lập chán lắm. Mất mẻ buổi chiều đi kiếm cơm rồi. Thế là về đúng không? Vâng em về. Chiều nay đang hẹn khách ở quê bảo chạy về để qua gặp khách đây mà cán bộ yêu thương giữ lại rõ lâu. Giữ lâu quá đâm ra là sang chấn tâm lý thì thoảng nói to cán bộ lại mắng. Thế thì này. Xong cho cán bộ xăm. Thế là cán bộ này lập biên bản tôi tạm giữ thì tên là gì, tôi biết tên được không nhỉ? Có biên bản rồi, vụ này anh em lại được giao lưu tương tác với cán bộ Hưng Yên lâu lâu. Nhưng mà đợt này em về khiếu lại là không chơi bài đến nhà nói chuyện tình cảm đâu nhá. Tiếp cán bộ nhà nhiều lắm rồi đấy. Rồi, rồi ăn hết bánh mì anh ơi. Bánh mì của cán bộ toàn ruồi này. Mày chết. Không. Đây là em đang đuổi ruồi cho cán bộ, ruồi ăn bánh mì của cán bộ này, tí cán bộ ăn vào đau bụng chết. Phải đuổi ruồi đi. Ông bưởi của cán bộ thì ngọt mát thật. Nãy tính định xin bánh mì mà bánh mì nhiều ruồi quá. Thôi bụng dạ mình yếu không dám ăn. Anh nhờ đi một mình à? Hôm rồi lấy xe đẹp đấy. Thế là con này đâu lấy hai xe liền đúng không? Ai trời ơi bạn. Dịch bệnh dân tình trên đói lao đao. Các sếp cứ toàn mua vài xe một lúc như này.
anh Hào ở cũng ở Mỹ Hào đây nhỉ? Đúng rồi, Hào đấy. Không biết là ông này trốn đâu mất rồi, anh em cần tương trợ trả đấy ra gì cả. Hào đấy. Hào. Nguyễn Văn Hào ấy. Có đem đi xử đâu. Anh Hào này không biết đâu. Trong nó thì nó không biết thằng Hào. Anh Hào, Hào Nguyễn hay ấy đây. Nhưng mà anh Hào có ở nhóm nào không nhỉ? Bên Văn Minh thì nếu mà có trong nhóm 89 thằng Hào không có hả? Hương Khảnh đâu rồi? Lấy cái anh này gọi cho Hương Khảnh, đã biết Hương Khảnh đang ở đâu. Hương Khảnh đang ở đâu anh nhỉ? À, công chỗ anh Chính Nguyễn. Gần đây à? Cách đây mấy chục cây ở Hà Nội. À rồi, xa đấy. À, tận trên Tịnh Công á? Tịnh Công đấy. Ôi, tưởng ở Hưng Yên đấy. Lâu quá anh nhỉ, cán bộ lập biên bản đó là lâu. Anh Trường ơi, anh xin em với để em về sớm với vợ. Anh Hào là sinh năm bao nhiêu? Anh Hào 82, 84 ấy. Bây giờ em ở Hải Dương, gần chỗ anh Trường này. Hôm anh em ở bên đấy, giao lưu bên đấy rồi. Lại về đây, cái chỗ này cũng bắn tốc độ nổi tiếng ngày xưa nhờ. Bị phốt mấy phát mà nấu sau cái món ba lét ấy. Lại đang bắn ở cái kia. À, nấu ở cái chỗ biển 50 bắn tốc độ, biển 70 bắn tốc độ 50. Đây, khoảng cách khoảng 300 mét nhỉ? 200 mét. Thì nó lại đi về, À. Phải ăn nốt cái bộ kia. Em trường cán bộ có vẻ suy tư rồi. Suy tư. Xong chưa anh? Bình tĩnh gì gọi thế. Nhưng mà em sốt ruột. Nước đi, uống nước. À, lại uống nước à? Uống đi. Uống nước này đi đái nhiều lại khai nhà vệ sinh. Nếu bình tĩnh để anh em làm, đừng nói hết sức chẳng được. Thôi còn mũi bưởi em ăn lốt nhá. Thì... Thôi. Đi ngày mà anh gì ăn đi cho nó nói. Cán bộ có mấy mũi bưởi ngon quá, xin nốt ăn cho mát cho khỏi lạc đàn. Nhưng không tí nữa cán bộ ba người chẳng biết chia cho ai. Thôi mình quen mồ mình ăn nốt vậy. Em làm đây mấy ngày? Em làm 10 ngày. Mấy hôm rồi rượu chè với cả thời tiết nó bất ổn nên là bị chậm. Nhà hát chơi kia luôn mà hôm nay nó say hết rồi. Ôi tối hôm xưa em trận bê xe ngay xuống làm em bắt đấy, em ở Ecomark ấy, em ở phố Núi Trúc ấy. Phải ra mà, nhưng mà anh đi đâu ấy? À ngồi ấy, ngồi sửa hết mấy cục gỗ của cán bộ về. Nãy em đến đây em biết rồi, em đặt máy trước rồi. Đã được xem hình ảnh chưa? Chưa anh, cho xem mà đâu, cho mỗi đằng này xem trên điện thoại em không cho xem. Em đang bảo là biên bản xong thì em yêu cầu cho em xem hình ảnh trên máy bắn với cả tem kiểm định. Nếu mà cán bộ có vẻ ngồi suy tư lắm đấy, có vẻ không biết là làm nào đây. Bản lĩnh không có nhưng cứ thích đập biên bản cơ. Hôm nay em với thằng này chào làm chưa? Này xong rồi đấy, của em cũng lập xong rồi mà chưa cho em làm thủ tục. Hey. Nãy em đến em quay gọi thằng em ra bảo thế bây giờ chúng mày thích đây đến đây thích gây sự à? Cái ông trung úy trung không thằng này lúc vào làm việc xong gọi nó ra nói chuyện riêng, nó bảo chúng mày vào đây thích gây sự à? Trong khi là mình thì bị dừng xe ở đây để xem vụ này em thích gây sự nào. Chim lợn hay là chim lợn suốt chim mẹ ấy. Chim nợn có hai con mực trong nhà kìa, vẫn trong nhà kìa. Một con già lởn vởn đây nhưng mà chạy quanh đây, còn hai con mực mới đến ở trong nhà. Đồng xử lý lô này là ăn đơn rồi. Em quay hết đây rồi, em bảo em nhìn bỡn thấy bao nhiêu là lỗi rồi.
bảo sau vụ này về không có đến nhà nói chuyện tình cảm, nhà tiếp bao nhiêu cán bộ rồi. Và đầu tiên còn quát em ầm ĩ lên cơ, làm em giật hết cả cửa mình để xin ăn bưởi ăn cho mát. Tính nóng như kem. Tính nóng như kem, sang chấn tâm lý đấy. Hôm rồi em gặp cái đội ở trên ngã tư đâu trên đoạn này này. Ê, mới đầu xuống cũng lạch lạch mấy em. À, xuống lạch lạch mấy em, xong bắt đầu em đưa giấy tờ chấp nhận ra em hay sao ạ. Thế là bắt đầu là tỉ tê hạ giọng, nên là em đi nhanh. Bản về sớm đi, bây giờ em xa, đi xe máy. Kệ. Này, ăn được bưởi của cán bộ ngọt miệng mát bụng rồi, mình cứ ngồi xem cán bộ làm gì. Quá nữa nhỉ? Ờ, thế nha, mẹ như kiểu đây nó kiểu vong, nó nhập ra vong tốc độ nó nhập nó không dám đi quá đâu. Nhưng mà anh Trường ơi, 9 củ đấy. Mỗi anh em 4 củ rưỡi đấy. Đấy, hai anh em nỗi 73 trên 50. 4 củ rưỡi một phát. Đấy, coi như là tháng lương thằng em nó đi theo mình, nó chạy theo mình thì mình phải gánh thay nó rồi chứ. Chủ lộ phất phải không? Ờ. Anh nghe thông chủ lộ phất. Em đang ở nhà xem live stream thì có phất xuống. Em tưởng anh Sâm bây giờ là nhìn xa xăm luôn đấy. anh Sâm giờ là nhìn xa xăm rồi đấy. À, sạc dự phòng. Ê, em mượn sạc dự phòng nhá. Đây rồi, cán bộ có sạc dự phòng đây rồi. Sạc cái, quay các cán bộ cho nó led được lâu. Sáng pin rồi, còn tận 96%. Thằng kia mày có sạc pin không? Vào sạc đi, pin của cán bộ cứ sạc nhiệt tình đi, cán bộ cho mượn mà. Ra phải quay cho led, sạc đi nhé, bút đây đó. Đây, anh em dùng chung sạc như tí nhớ trả cán bộ nhá, cầm về là ăn tội đấy. Này, pin cán bộ còn căng đét. Pin này pin mấy nghìn đây, hai anh em sạc cái tối luôn. Ngồi đây anh Trường ơi. Ngồi đây. Đó. Chả biết được, cán bộ xăm giờ đang nhìn xa xăm rồi. Kệ. Xong chưa anh? Xong rồi đây, cho mày sạc. Nhớ trả pin cho cán bộ nhá. Đâu anh? Đây cả của em đây. Em là Quân đúng không? Đúng rồi. Bây giờ lập xong đúng không? Đúng rồi. Thì trước khi em ký thì cho em xem hình ảnh đi. Hình ảnh như đang máy đang chờ về đấy. Ôi giời ơi, lập xong biên bản rồi mà máy còn chưa về. Thế thì... Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Thế được, thế lúc nào máy về gọi em nhá. Gọi thì ok. Được. Ra sạc pin tiếp để quay. Ê, cán bộ bảo là đang đợi máy về, biên bản lập xong nhưng mà máy còn chưa về luôn. Ai da, bản lĩnh ấy. Tôi xin lại cái pin. Em mượn. À, sạc pin. Khổ quá, anh các anh vào trong nhà dân sạc cũng được. Anh lại không cho sạc pin rồi, xấu tính chứ. Cái lệ mượn nhau rõ đàng hoàng. Đấy, cán bộ đòi lại pin rồi. Sập nguồn thôi rồi. Tôi không sạc pin cho máy thì sạc cho mình vậy. Xin cán bộ cái bánh mì. Anh ơi, anh Sam ơi. Anh Sam. Không nghe, cán bộ không nghe đấy. Mình cứ xin bánh mì. Em xin cái bánh mì nhá. Được không? Ăn đi. Ok, lại ăn bánh mì mày.
Anh. Không, anh rồi. Anh. Làm cái bánh mì, làm cái bánh mì. Bánh mì cán bộ mời. Ăn đi. Bánh mì cán bộ cho đấy. Này, siêu mềm luôn, siêu mềm vị bơ sữa luôn, ăn ngọt miệng ấy. Ăn anh. Ngọt. Vâng, em mất mẹ Tết rồi gì đó. À, sáng dặn vợ bảo trưa nay anh về làm nghiêng ráo nước, à, tắm rửa sạch sẽ làm nghiêng ráo nước đợi anh nhé. Bây giờ chắc khô mẹ rồi, chứ không ráo nữa, khô mẹ rồi. Về này còn vị gì nữa. Em vừa phát xong mới thôi. Em phát xin chanh rồi. Vâng, bánh mì ngọt mà. Chín củ gọi là chín củ thời gian mình đã phải lộp đâu mà nó ngon không? Dạ. Ngon không? Dạ. Nhưng mà cán bộ bánh mì của cán bộ không ngon thì bánh mì của anh ngon. À đây. Thôi nhưng mà mẹ bánh mì mất dạy nhờ. Rõ ràng là nhân nó là có kem bơ đây mà cái này có đâu. À đây ở đây ở mãi dưới nào. Má lầu. Mấy giờ anh? Mấy giờ rồi? 2:20 mà mình vào đây lúc 12:05 mấy nhỉ? À đâu 12:04. Mình vào đây phải tầm 20 phút rồi mới bắt đầu các ông ra hẹn là 10 phút nữa là lúc đấy là đã là 1:10. Đúng rồi. 300 nghìn là trước khi vào phát là tầm 5 phút. Ờ, thế là mất mẹ buổi chiều cán bộ làm biên bản. Đáng nhẽ xe mình đang bon bê bon trên chặng đường cứ để mình đi phải bây giờ bắt được mớ nữa khác không? Từ lúc mình đến đây là tự nhiên là dân chấp hành hẳn. À. Má, càng nghĩ đến thời gian ăn bánh mì thấy hết ngọt rồi đó. Từ đây về mình khoảng tầm 6-70 cây nữa. Hả? Thì từ Nội Bài về em 20 cây thôi. Thì đó thì bảo 6-70 cây nữa mà. Thôi cán bộ trả chặt pin đấy, mất quả pin rồi. Chán không? Mày ra trông xe đi, con thằng khác nó chọc vào lốp xe ấy thủng rồi. À, tháo hơi bỏ mẹ tí đéo về được đâu. Tiếp thị xưa nó đuổi ra có chạy bằng mắt. Má bánh mì có bơ ngon đấy. À thấy không, bơ sữa này ngon ơi là ngon luôn. Máy Samsung anh em nha, chân thì có chân đây rồi, chỉ cần anh em là có pin mang cho mượn thì cho mang mượn cảm ơn trước. Nhưng mà nếu để like máy này chắc phải quay mấy tiếng nữa đấy. Chai nước của mình đâu nhỉ? Được. Buồn rồi, buồn đó. Chào anh. Chào anh nhá. Vâng, mời anh ngồi ghế. Anh tên là gì nhỉ?
rồi xong chúng tôi sẽ cho anh xem hình ảnh, xong chúng tôi sẽ thông báo. Không, trước khi tôi làm việc với anh tôi phải biết tên anh trước đã. Tại vì là à, tên là gì cho tôi xem bảng tên đi. Ừ, không, tại vì trước khi làm việc thì cứ phải xem đã. Dạ, một trang đấy. Rồi, đeo. Anh cứ đeo à, ăn xong rồi nói cho đàng hoàng. Cái bánh mì cán bộ ngon quá, ăn ngâm nâu cho ngọt miệng. Không, 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 tôi xem tên đồng cán bộ đó. Rồi, xong rồi, chúng tôi cho anh xem tên sau. Không, 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 tôi xem trước khi làm. Tại vì để tôi biết được tôi đang làm việc với ai. Bây giờ chúng tôi là tổ tuần tra. Tổ tuần tra, tôi biết là vậy, tôi chưa yêu cầu xem trên đề kế hoạch. Tôi đang hỏi tên đó, xong tí tôi hỏi xem yêu cầu kế hoạch xong. Mời anh là xem hình ảnh, anh yêu cầu xem hình ảnh đúng không? Đúng rồi. Chúng tôi cho anh xem hình ảnh đã. Rồi, ok. Được chưa? Anh quay máy ra chỗ khác. Không được, không được. Hình ảnh thì nó cũng là cái chứng cứ vi phạm của tôi. Tôi phải ghi lại cái chứng cứ vi phạm của tôi. Rồi, ok. Nhất trí. Dạ. Rồi, ok. Tôi quay máy ra kia. Không, tôi quay đâu vậy thôi. Đây là xem thôi. Đây là hình ảnh vi phạm của tôi phải xem. Rồi. Đây. Đấy nhá, cái hình ảnh của anh đây nhá. Tôi nhìn chưa rõ. Zoom lên, zoom lên. Được rồi, bình tĩnh. Không, tôi nhìn chưa rõ. Bình tĩnh, rồi chúng tôi sẽ zoom lên cho anh. Ừ. Được chưa? Ừ. Anh. Đó, xe này, xe của bạn kia chứ. Hai người đấy. Đi biển số xe của bạn đây. Đây là... Không phải. 88D122680 không phải xe của tôi. Được rồi, thế anh cứ bình tĩnh. Ê, chứ không phải, bảo không phải thôi, không rồi, dám nói to đâu mà. À không, chúng tôi không phải bảo anh là thế nọ kia. Đây rồi. Rồi. Đây của anh, đây đúng không? Đúng rồi, thế cái chấm đỏ để xác định xe vi phạm là xe tôi vi phạm đâu? Anh bình tĩnh. Ừ, tôi đang hỏi, tôi không thấy thì hỏi. Rồi, xem cái chấm đỏ xe tôi vi phạm đâu? Hết pin à? Bình tĩnh. Ôi trời ơi, máy hết pin rồi. Đấy, anh cứ ngồi đây. Vụ này vui như Tết rồi anh ạ. Hai xe chạy cùng nhau nhưng mà xe của em không có điểm định. À đây, lại đây nữa à? Ôi lại nữa à? Từ à, tiếp tục. Rồi. Rồi. Đây. Rồi, à, ôi trời, chấm đỏ lại chuyển được à? Ơ, sao lại chuyển được ảo phết nhờ? Chuyển được chấm đỏ, dịch chuyển được chấm đỏ là, luôn. Đây là anh đi một mình, còn chốc nữa tôi xem cho anh xem là hình ảnh của cái xe kia nữa. Ảnh thì đang zoom chứ không phải chuyển mà lại chấm đỏ. Sao lại đang zoom? À, ảnh. À, đây, bây rồi. Giờ mới zoom được. Được rồi. Được chưa? Rồi. À, nhìn như thằng đồng lát anh nhỉ. Hàng chở. Ôi, mỏi chân xuống làm hình chữ lên. Ôi. 89D1, à 88D1. 49988. Được chưa? 49988. Sai 4, rồi. 49. Đấy. 88. Đúng rồi, nhảy rồi không sao. Đúng không? Ok. Đây. Ok. Anh đừng. Đúng không? Chấm đỏ vào sau xe của anh còn chở cái đồ nữa. Rồi. Được chưa? Như thằng đồng nát. Tại km 30. Rồi. 88. Bạn cứ thế đến nguyên tôi đã nói hết đâu. Tại km 33. Nhá. 38, giỏi người mắt mi mũi. Cách Hà Nội 38 km. Mắt con này mắt được nhầm đấy. Thì đấy, khổ lông dân thì hiểu. Ôi, rồi, còn thắc mắc gì này nữa không? Rồi, thắc mắc cái thổ ký để bây đi. Bây giờ tem kiểm định. Tem kiểm định, mấy giấy kiểm định đâu? Đấy, lấy cái giấy kiểm định ra cho. Lấy giấy kiểm định. Ai giờ? Bánh mì rồi, nói nó no rồi, không phải nói đâu mà. Thì đấy, thì bây giờ nói giọng nó ngọt hơn ở đây. Bánh mì ăn đấy rồi, đúng không? Dám nói to đâu, nói to đau bụng. Đây nha, xem đây nha. Đây. Đây là đem như nào? 08951. 08951. Đây. 08951. Nào. Đâu nhỉ? Số này, số đâu? 08951 đâu? Đây là số là 854540 đúng không? Anh để nguyên đã, để tôi lấy cho anh từng cái một. À, đây là anh giấy chứng nhận kiểm định.
ảo. Em đưa hết cái kiểm định lên cho anh. Là có xem kế hoạch được không? Có. À, xem cho đủ chứ. Thôi. Kế hoạch thì xem thôi. Kế hoạch xem thôi. Tài liệu công khai đó, tôi xem cái cán bộ tên gì nhỉ? Tôi xem xong rồi, bây giờ tôi xem tên cán bộ với nhỉ. Trao đổi với anh nhá. Chúng tôi là tổ công tác và có tôi có nghe họ tên. Rồi. Có họ không, tên. Nhưng mà tôi muốn biết tên chính xác là của cán bộ. Có họ tên. Thế còn tại vì là ở trong đội này tôi chỉ biết mỗi cán bộ xăm thôi. Đấy, còn hai cán bộ kia chưa xưng tay xưng tên, tôi chưa biết. Thế nên là tên trong đủ. Cái tên tập thể đấy tôi không biết được tên từng người. Trong kế hoạch của chúng anh biết đầy đủ hết, tôi rồi. Cũng không cần thêm cái nào nữa. Ok. Ok. Đấy, rồi. Bánh mì mấy rồi. Đừng cho được cái bánh mì cứ kể lẻ mãi, người ta ngại người ta lôn ra bây giờ đấy. Cứ lôn được thì đã. Nghĩ có cái bánh mì mà cứ móc họng người ta. Tao mang gì về cái máy này đúng không? Tao mang gì được không? À thôi tạm thời đấy đủ rồi. Bây giờ sẽ đi xem kế hoạch gì. Rồi. Kế hoạch thì gồm có kế hoạch tháng và kế hoạch tuần. Rồi. Đi xem cái nào? Cả hai. Xem quay máy được không? Cho xem. Không, còn anh quay là không quay được. Ứ chịu. Đấy quan thì không. Ứ chịu. Thì không có ứ chịu. Nếu không thì mời anh về cơ quan xem. Không. Không có gì. À đây đâu được rồi, không quay nữa. Tốt nhất là anh cứ để máy vào. Ống buồn cười cái lề. Lớn rồi phải làm việc mình đàng hoàng. Tôi cho xem đàng hoàng, không cấm cái gì cả. Anh xem thoải mái. Thì đây thì đây là tài liệu công khai chắc đi. Chắc chắn tôi xem rồi. Đúng rồi. Chắc chắn là tôi sẽ xem. Nếu anh xem anh tắt máy quay chỗ khác. Đây quay đi đây rồi. Không quay, quay chỗ khác này còn gì nữa. Người gì á. Bạn kia bạn ấy ngồi không. Ngoài bạn giám sát anh trong này xem mà thế hợp. Thằng đấy mặt mũi nó lưu manh lắm, nó đi làm cùng em không tin nó được. Đúng thật, bây giờ đúng rồi. Lưu manh nhiều lắm. Đúng rồi, lưu manh ngay bên cạnh mình luôn. Nhưng mà đừng tự nghĩ sao bạn gì. Cho nhau xem. Rồi. Được sự đồng ý mà hoàng đừng có tự nghĩ sao vào. Thế như này, miệng quan này. Xem tắt thì vừa quay lại kia, tôi xem thoải mái. Miệng quan như gang như thép thôi, nói sao mình nghe vậy. Rồi có khi là tình cảm ấy chứ nhỉ. Rồi có khi lại anh em lại gặp nhau nữa chứ. Đấy. Cái kiểu này nó quen lắm. Mình tham gia giao thông trên đường thì còn tình cảm đến là. Đúng rồi. Nó còn đi tham gia giao thông còn đảm bảo an toàn. Anh em còn phải tình cảm với nhau nữa. Lấy nếu anh đấy anh đưa bạn kia cầm được. Giám sát từ xa đi. Không mất máy đấy. Anh xem tôi cho anh xem. Tết nhất đến nơi rồi có mỗi cái điện thoại để liên lạc nó lấy mất thì mất đấy. Thế thì chịu rồi. Đây em biết quay đi chỗ khác đi rồi. Anh cứ để bạn kia xem cho quay cả. Đây. Ủa. Quay đi. Đây quay đi rồi. Không quay. Quay đi rồi. Đi. Quay đây. Đồ Hoàng, anh cứ để xuống bàn này. Đấy. Anh muốn xem cho xem. Đây, để đây nhá. Không. Anh cứ lên đường nha. Ngay từ đầu tao nói rồi. Em đã bảo ngay từ đầu, hồi bé thì móc cua nhiều. Nghĩ như kiểu vong cua nó nhập mình như sao. Đến đây mình thấy em thấy hơi ngang thật. Nhưng mà ngang trong giới hạn thì thôi mình cũng chấp nhận anh ạ. Ngang trong giới hạn mình chấp nhận nhau mà. Anh ấy bảo đợt tới tình cảm tiếp. Bây giờ anh muốn anh em mình đợt tới tình cảm nữa không? Ủa? Thế thì muốn tình cảm nữa thì anh em mình yêu thương nhau cái. Thì anh cứ bỏ cái điện thoại kia. Thế là không xem. Thế là không yêu mình rồi. Yêu thương thì anh cho em xem cái. Anh làm việc của anh em đi về với vợ con em. Vợ em nằm khô người chứ không phải ráo nước ở đâu. Ta nhà chục ngày vợ sáng đi thông báo vợ trước rồi. Quay đi rồi. Đùa, người ta nói thật mà cũng không tin. Được thì tay trái chém vào tay phải. Đó là tay của anh. Tay trái chém tay phải không? Chém cán bộ đi tù. Không chém được, mình chỉ nói lời yêu thương thôi. Không. Thôi cho xem em xem nhanh để con về. Đương nhiên chém. Thế là anh không tình cảm nhá. Anh không tình cảm. Quay ra kia. Thì quay đi đây rồi còn gì nữa. Ôi giời ơi, cho được mũi bưởi đó là ăn được của cán bộ, móc họng luôn đấy, móc răng luôn đấy, ăn được mũi bưởi cứ kể lẻ. Người ta đã xin rõ đàng hoàng, người ta có 4 mũi bưởi xin 2 lần rồi, cứ kể lẻ. Cán bộ nhìn yêu thương này là cán bộ nhìn dân yêu thương này là dân lại muốn ở lại với cán bộ đấy.
quay đi. Tốt nhất là theo tôi là anh quay đi cho tôi xem là bãi. Không. Quay đi rồi. Đây, quay ra ngoài đường nhá. Ông kia là ông nào? Anh Trường ơi. Có được nhá. Cho ông kia nhưng mà ông đứng đây nhá. Ông không quay về đây được. Không. Quay đây thì cho là tôi cho xem luôn. Ê, kế hoạch giáp lai chả có. Thì cứ quanh cò quanh cò. Không tin. Không tin. Không phải tin nói gì đâu. Không tin. Ôi, cho em xem thì anh em về cái. Xem anh quay ra ngoài ra. Quay ra đây còn gì? Anh cứ để cho em xem nào. Chả biết muốn thế nào ấy. Hai à? Hai ba cái gì nữa? Em sang chấn tâm lý đến lời cán bộ đang thế này. Không cho em xem kế hoạch đây này. Thứ hai, mươi ba. Đây, toàn idol các nhóm luật giao thông đấy. À. Áo. Không em, em khăn nước. Uống được không? Có. Cho em chai. Em lấy cho em chai nước. Cho cán bộ anh xin cho. Đó. Nhưng mà không cho em xem. Nhưng mà cán bộ không cho xem. Anh nói với quân là em cứ nghe lời anh đi. Không. Anh đấy em đừng cầm cái cuốn thì anh vẫn bảo là em xem đi để về đây thì em vẫn bảo đừng em xem để về đi. Đây ôi thôi em uống vào đây là cán bộ hai chai nước mà vẫn chưa xong. Ăn bốn mũi bưởi được bốn mũi bưởi cắn bẹ kể cả lẻ mấy lần đấy chả nghe em móc hẹo được em móc cả đấy xong nó bảo anh của mình đi đây làm cái gì làm nó trong cái khuôn khổ thôi. Ôi, anh cầm máy em cái. Được. Anh nhá, để cho anh cầm máy để mình xem giấy tờ để còn về nhá. Thế rồi vừa muộn rồi. Tôi xem đi. Alo, em tắt của em nhá. Không. Đó, anh tắt thu gì. Ừ. Được rồi, anh sang đây tôi với anh. À, ok. Được. Rồi, gặp nhau cho yêu thương á. Đây là cho anh tháng 1 này. Thế em anh. Đây, thế còn trước đi. À, thế em anh còn. Để xem ông nào khí đã, đội trưởng trung tá Hoàng Văn Toại, phó trưởng phòng thượng tá Đinh Ngọc Châu. Đừng xem ra xem. Đừng rằng có rách đấy, đừng rằng có rách. Không, không, không rằng, không rằng. Đừng rằng, đừng rằng nhau. Không rằng, cứ bình tĩnh. Từ từ. Được chưa? Cứ để anh giải thích cho. Cậu này đã tổ mấy? Này nhìn nhau với ánh mắt như ghen bỏ nhau rồi, yêu thương nhau đấy chứ gì. Đây là nhá, kế hoạch tháng trước nhá, có trình tự đúng không? Tháng 1 năm 2022, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngày 28 tháng 12 năm 2021. Thì phải xây dựng trước đúng không? Rồi, ok. Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, phó giám đốc. Á đủ, làm kế hoạch gì đấy? Làm đấy. Ngay kế hoạch à? Nhiều, kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây quay khá này nhá. Được chưa? Chưa đọc được cái gì đấy, đọc bây giờ chờ anh đọc nó thì đến bao giờ? Mình cho em đọc em mới biết được cái gì. Đây đọc đi. Mục tiêu yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình nhưng mà cái này chắc hiểu cái gì không nhỉ? Thôi, xem kế hoạch tuần của tổng mình hôm nay đó. Hôm nay là ngày 10 cũng xem cái này nữa. Vâng. Đâu mình tổ mấy anh? Tổ 3. Tổ 3. Tổ 3. Đây thì 8 này nhưng mà tên của những ai đây? Không thấy có tên. Là đây thì tổ 3 là Nguyễn Văn Tỉnh, tổ trưởng anh nào? Nguyễn Văn Tỉnh, tổ trưởng anh kia à? Không phải, không phải, đây đây đúng không? Không. Trong tổ mình có 3 người đấy, anh kia là anh Xuân hay anh gì ấy? Cái việc của anh ấy xem muốn. Tổ 3 đúng không? Nguyễn Văn Tỉnh này, Phạm Xuân Huy này, Phan Văn Bảy, à cái anh kia là anh Phan Văn Bảy. Đây, Nguyễn Văn Tâm, Hoàng Trung Dũng, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Văn Giang, Hoàng Tuấn Anh. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 người. 8 người, đây sao đây có 4 người. Tôi bố trí công việc của tôi là tổ đông kia trốn đi chơi làm sao để có mặt ở đây để xử lý chứ. Trốn đi chơi đây là sẽ có cơ quan chức năng được. Ok, có liên quan đến anh tôi hỏi là có liên quan gì anh không cho người ta đọc tiếp cái đã.
ông cứ lý sự làm gì, nó đúng rồi thôi. Thế đọc tới em đang muốn tình cảm nữa không? Có. Thế thì phải cho người ta đọc cái đã chứ. Chưa gì. Cái từ để đọc cái đâu? Đọc sách. Rồi, biết rồi. Hôm nay là thứ mấy nhở? Hôm nay là thứ hai à? Xe ô tô là Tanina 00172 tổ ba Nguyễn Văn Tỉnh, tổ trưởng Phạm Xuân Huy, Phan Văn Bảy, Nguyễn Văn Sâm, Hoàng Trung Dũng, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Văn Giang, Phạm Tuấn Anh, chỉ huy đội trưởng đồng chí Hoàng Văn Toại. Được rồi. Rồi, 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 từ từ cho người ta xem cái đã. Nữa xong tập cuối là tập cuối nào? Tập cuối là tập tập ký tên đồng dấu cuối gì nữa? Cả cho người ta đọc hết cái nội dung văn bản đây thì làm sao mà có phải úp mở đồng chí đấy nhở? Cũng phải úp mở xem từ đấy đến giờ thế nào nữa. Cái này pháp luật thì cấm thời gian giới hạn xem văn bản đâu. Người ta bắt kém người ta tăng vấn luân lý người ta. Thôi 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 anh nhà gì ơi. Chưa ông ăn hai bánh mì của tôi với cả bữa đấy thôi. Ăn được hai bánh mì không? Hai người ăn mua phải sao? Mắc hàng từ anh rồi. Thôi. Người ta cho người ta đập lốt. Được nha, nhớ mặt nha, về không yêu thương, không tình cảm đấy nhá. Rồi, ký biên bản này về. Khổ lắm. Ký biên bản này về. Hai chai, chuẩn bị chai hai rồi đây của anh. À rồi, em xin, có uống được hai chai nước này, hai muối bưởi, hai cái bánh mì mà bị móc lên, móc xuống. Ôi, lấy làm gì. Rồi. Cầm giấy tờ đúng không? Nhưng mà lái bị móc là mắc họng luôn đấy. Được, lần sau rút kinh nghiệm, cán bộ có đồ ăn không xí sớn xin ăn nữa. Sau nếu mà muốn ở lại lâu như này là phải chuẩn bị thực phẩm đi. Rồi. Ừ, nhưng mà anh em giao thông Hưng Yên cũng tình cảm phết đấy. Không tình cảm còn lâu mới cho ăn xong móc họng là không tình cảm nữa nhưng mà thôi. Chưa, mới được uống nước lọc hai chai. Thôi xin luôn chai này về đi đường ạ. Này buồn đái lắm rồi đấy. Quá lắm nói chuyện được rồi. Không. Nào. Cho em bút đây. Thôi cứ ở đây. Thôi, đồng. Thôi giời đây anh em nhiệt tình quá đấy, em cảm ơn. Có bút đi theo. À lần sau mình cũng phải thế đấy. Rồi. Ký nhá. Người chứng kiến này, ý kiến trình bày cá nhân bị thiệt hại này, chúng tôi yêu cầu anh. Hết cả pin rồi này. Cái gì đây? Ý kiến trình bày cá nhân người đại diện tổ chức vi phạm. Ờ xem súng bắn tốc độ chưa hả? Rồi. Kệ. Anh xem máy rồi thì anh nói là tôi đã xem máy rồi. Chịu. Nào, cái gì? Đây. Đâu? Đấy, ký sau đấy. Đây này. Đây, cái ký đẹp phết đấy. Mất cụ với Tết rồi. Mất mẹ Tết rồi chắc thì... 20 ngày nữa kiếm đâu ra 9 củ đi nộp phạt bây giờ. Về ngọt nhạt mấy ruộng mà bảo... Mẹ về nó lại bắt rửa vợ, nó lại bắt rửa bát 2 tháng để bù lại thì bỏ mẹ đây. Có hàng ngày nộp thuế mỗi ngày hay nháy nên làm việc gì nó chả chi tiền cho nộp phạt. Bù ghi nợ thế là được. Ghi nợ, chưa nợ dần. Về bắt rửa bát 2 tháng là bỏ mẹ đấy. Đâu? Đây, ký ra cái này là cái gì? Ký nhận cái biên bản. Người nhận biên bản là tôi đã nhận à? Đúng rồi, phải ghi là tôi nhận bản hôm nay nhưng mà tôi chưa nhận. Xem cái giấy này là giấy gì nào? Rồi, em ơi đâu rồi, rồi. Tôi sẽ phải đáp những người nào.
Tôi đã nhận biên bản. Xuống tao lưu cái mà. Đâu được chưa? Đây, nào. Đây cái biên bản giấy phép. Cô tặng là một người đứng ở nhìn chất thật. Ai hỏi thăm? Đâu còn ký gì nữa không? Ông cũng phải gọi là nguyện vọng mong ước mãi mới được đấy. Về Hưng Yên nghe danh nhiều nay mới được cầm biên bản Hưng Yên như nào đấy. Đấy thì mong ước mãi hôm nay được thành hiện thực, xin cán bộ hai cái bánh mì ăn nhưng vẫn đến mức là bị móc họng tư lãi đến giờ. Thế sao cho nó không kể công nhá, người ta xin rồi. À, nhưng mà lại cho lại bảo là em đói. Ăn được một gì, ăn được một gì. Nhìn hắn rồi phải tơi. Không. Không cho. Thì xin số điện thoại làm cái gì? Không cho. Thế anh phải không cho. Không cho. Không cho. Không cho, lần sau gặp nhau nó phải hữu duyên nó mới là tình cảm, như cho nhau hẹn trước thì không vui. Hay xong. Trương ơi, vào lấy biên bản để về em ơi. À mày phải về mày rửa bát mấy anh ấy. Vợ anh bắt anh rửa bát 2 tháng lấy 9 triệu để nộp biên bản là phải anh, chấp nhận đấy. Anh Quân nhá. Vâng. Bởi vì cái hôm nay là chủ nhật thì tôi hẹn rồi. Trong vòng 10 ngày nó vào tuần sau thì okay. Anh vượt buộc hẹn anh lùi sang tháng 2 cho nó được. Cán bộ hẹn đến cán bộ hẹn sang năm được. Không, nó phải nói không, giải sang năm được tại vì Tết này nhà bao việc phải kiếm tiền đi lấy biên bản. À đi nộp phạt. Hồi 12:28 mà đến bây giờ là 3:00 bao nhiêu rồi? 2:28 2:45 Mẹ, 3 tiếng rồi xin cái biên bản vất vả thật đấy. Ai mà cầm nha anh. Anh đi đái cái ngồi cán bộ run này. Cám hết cả bọng ấy. Dạ vâng. Em cầm lấy biên bản của em chưa? Đây đây, tất. Có cầm đấy. Đây là của anh mà. Dạ vâng, đây, lấy của em. Ký đâu? Đâu của anh 2 tờ, của mày 2 tờ trong kia. Ký đi, vào ký rồi xong thì về. Không, em thì em ký rồi. Ký rồi thì lấy rồi về. Ok, anh em bắt tay chia tay cho cái em sau tình cảm nhá. Ok, từ sau gặp nhau thì nhẹ nhàng thôi, đừng to giọng, mất vui nhá. Ok. Sang chấn tâm lý đấy. Để văn bản nó còn gặp không? Thôi tạm biệt anh em. Thì sao thì anh xin phép em rút trước đấy. Nhá, anh em có dịp ngồi nhau đâu. À chú mà. Nhá. Ở đây anh em về cùng luôn. Chào cán bộ nhá. Rồi ok vui rồi. Đi. Thằng em thằng em vẫn thở dài nếu ăn đua. Thế anh em chút đi. Đâu anh nhỉ? Sao nó lại đổ được nhỉ? Anh yêu mà đẩy cái này cho này. Đẩy cái này nó xa hẳn đây đi em. À, cho nó... Đấy, thế luôn. Không. Ok. Được chưa? Nó ngồi là con em đẩy xuống. Đó là cây này của thầy nó tán quá. Rồi, ok. Okay.
Ôi, chào anh em nhá, về hôm nay xin được biên bản của đội giao thông Hưng Yên rất là vui. Hôm nay xin vào. Dạ rồi. Thôi em về trước đấy nhá. Thế thì anh em gặp lại sau, ra Tết em về Hải Dương nhiều đấy. Ok. Đi đi trước em. Mày đóng cái máy lên rồi. À, 3 tiếng mà hết mãi là mãi.